Xin kính chào quý vị và các bạn, lại là tôi bác sĩ Hải đây ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình livestream tư vấn giải đáp sức khỏe và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của phòng khám đa khoa Hoàng Long. Ngoài ra thì quý vị có thể xem lại chương trình này tại kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID đang bùng phát trở lại và tôi biết rằng là rất nhiều tỉnh thành cũng như là các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ và bệnh nhân thì không thể ra ngoài được. Vì vậy nên đại dịch đã gây khó khăn và trở ngại rất nhiều cho các hoạt động đời sống của chúng ta, trong đó có việc đi lại và thăm khám sức khỏe. Chính bởi vì thấu hiểu những điều đó nên là từ ngày 7 tháng 8 thì một series chương trình tư vấn trực tiếp của phòng khám đa khoa Hoàng Long đã được thực hiện và phát sóng, và dự kiến là chúng tôi sẽ kéo dài chương trình này từ nay cho đến hết tháng 9 năm 2021 với các bệnh lý được đề cập gồm bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, bệnh lý về dạng viêm loét dạ dày tá tràng, hội chứng khó tiêu chức năng, các bệnh lý về gan mật. Chương trình này của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần vào thứ Bảy và sẽ trực tiếp tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý vị khán giả trong chương trình, cũng như là thu thập những câu hỏi của quý vị khán giả và các bác bệnh nhân nếu như có nhu cầu. Chúng tôi giải đáp thông qua hình thức là inbox và trao đổi trực tiếp qua điện thoại cho bệnh nhân. Tuần trước thì chúng ta đã tiến hành buổi phát sóng đầu tiên và chương trình đã thu hút được hàng ngàn lượt xem của đông đảo quý khán giả và cho thấy là sự quan tâm rất là lớn đối với những cái chương trình chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Cũng theo những cái xu hướng telehealth của Bộ Y tế đang khuyến khích trong thời gian gần đây, thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và hôm nay thì chúng tôi xin phép được tổ chức buổi phát sóng thứ hai để giải đáp tư vấn và thắc mắc cho quý vị khán giả về chủ đề là trào ngược dạ dày ngoài thực quản. Trong buổi livestream trước thì tiến sĩ Hằng đã trao đổi với quý vị về vấn đề bệnh lý trào ngược. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi về một bệnh lý chuyên sâu hơn, bởi vì là bệnh lý trào ngược là một bệnh lý rất là khó khăn trong chẩn đoán, điều trị và cái quản lý bệnh lý trào ngược với những cái biểu hiện rất đa dạng thì là một vấn đề phức tạp không chỉ đối với bệnh nhân mà với cả những bác sĩ chuyên ngành điều trị. Và chính vì vậy nên là những bệnh nhân trào ngược thì có thể khiến cho bệnh nhân gặp phải những triệu chứng ngoài cái vùng cơ quan tiêu hóa, ví dụ như là những triệu chứng như khản tiếng, viêm thanh quản, viêm xoang hoặc là ho kéo dài. Thậm chí là có những bệnh nhân đến đây chúng tôi đã gặp những triệu chứng rất là nặng nề như là hôi miệng hoặc là bị viêm tai, xỉn màu răng, hỏng men răng. Với những triệu chứng đó thì quý vị cần phải đến khám các bác sĩ về chuyên khoa về tim mạch, hô hấp, tai mũi họng, cũng như là phải đánh giá về chuyên khoa tiêu hóa. Chính vì vậy hôm nay mời đến chương trình của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Long. Và giáo sư Long hôm nay sẽ là một vị khách mời rất là đáng quý của chúng ta để giải thích cho quý vị khán giả cũng như trả lời các câu hỏi của bệnh nhân về vấn đề về bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản, các chẩn đoán và cũng như xử lý, cũng như là làm thế nào để quản lý bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản trong thời điểm mùa dịch này, khi mà quý vị khán giả cũng như là quý bệnh nhân không thể ra ngoài và đến các cơ sở y tế được. Vậy làm sao để tầm soát cũng như là hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày ngoài thực quản tại nhà? Sau đây thì tôi xin nhường lời cho giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và hiện nay thì giáo sư Long đang là chuyên gia cao cấp và của chúng ta trong buổi livestream hôm nay. Và chúng tôi sẽ chia buổi livestream này thành hai phần chính. Phần đầu sẽ là một số chia sẻ của giáo sư Long về bệnh lý và xử trí bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản. Và sau đó thì sẽ là phần tư vấn trực tiếp. Sau khi mà chúng tôi nhận được các câu hỏi của quý vị thì giáo sư Long sẽ tiến hành lần lượt trả lời những câu hỏi mà quý vị và khán giả quan tâm nhất. Xin mời giáo sư Long ạ. Xin chào các bác, các anh, các chị từ mọi miền của đất nước. Xin kính chúc sức khỏe của các bác, anh, các chị và mong rằng là tất cả chúng ta được thực hiện tốt các cái quy định về 5K của chính phủ cũng như là những cái quy định chống dịch tại địa phương của mình, và để vượt qua cái thời điểm mà có thể nói là tương đối khó khăn này, để cho cùng với cả nước là chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm chiến thắng cái dịch bệnh. Cái buổi mà hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với các bác và các anh các chị thì đấy là một cái với cái chủ đề tức là cái trào ngược ngoài thực quản. Thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh trào ngược tuần trước các bác và anh các chị đã nghe tiến sĩ Đào Việt Hằng và bác sĩ Hải đã giải thích rồi. Hôm nay chúng tôi xin nói chuyên về các cái biểu hiện của trào ngược ngoài thực quản. Thì trước hết là tôi xin nói là thế nào là trào ngược ngoài thực quản. Những cái triệu chứng mà của trào ngược mà nó gây ra mà ở ngay trong thực quản, biểu hiện ở ngay ở thực quản thì chúng ta gọi là trào, biểu hiện của bệnh trào ngược.
Còn những cái triệu chứng mà nó xuất hiện ở những cơ quan khác nhưng cũng do trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta gọi đấy là trào ngược ngoài thực quản. Thì thưa các bác, các anh, các chị, đây là một vấn đề mà đã được biết đến từ rất là lâu. Cách đây khoảng 2.000 năm ấy, thì một thầy thuốc ở người La Mã, thì ông này ông ấy đã biết cách chữa cho những người bệnh mà nóng rát ở ngực và vùng thượng vị bằng cách là giã cái con san hô ấy, cái bột san hô, và cho bệnh người bệnh uống. Thì người bệnh khi mà uống cái bột san hô này thì người ta thấy là nó giảm đi. Đây chính là người ta đã sử dụng cái natri carbonate ở trong tự nhiên để mà điều trị cái bệnh trong được dạ dày thực quản. Và cái biểu hiện ở bên ngoài thực quản của căn bệnh này có thể nói là hết sức đa dạng, tí thì chúng ta sẽ biết rõ về nó. Trong về lĩnh vực chẩn đoán ấy, thì đối với các bác sĩ thì có thể nói là cái chẩn đoán xác định ấy, thường là gặp khó, bởi vì cái công cụ để mà chẩn đoán xác định gọi là tiêu chuẩn vàng ấy thì hiện nay còn khá là hiếm. Cái tỷ lệ mà bị trào ngược dạ dày thực quản thì gần đây là tăng lên rất là cao, đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, chúng tôi thường ngày là gặp với một cái tỷ lệ bệnh nhân khá là lớn. Đây được coi là một cái tình trạng trào ngược nặng, và khi mà chúng ta nói là trào ngược nặng ấy thì nó sẽ kéo theo mấy cái hệ quả sau đây. Thứ nhất là cái thời gian điều trị kéo dài, cái liều thuốc mà điều trị hàng ngày của các bác cũng phải tăng cao và phải phối hợp nhiều loại thuốc, và cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đấy là có thể là nó tái phát, rất là hay tái phát. Tôi nói một chút theo định nghĩa thì dịch và thức ăn mà từ dạ dày nếu đi lên thực quản mà gây ra các triệu chứng hoặc là các biến chứng thì lúc đó người ta gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Thì nó có hai cái nhóm chính. Cái nhóm đầu tiên đấy là cái nhóm mà cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà chúng ta biết rằng là trong cái tuần trước ấy, là chúng ta biết đấy là các cái biểu hiện của cái trào ngược ở ngay thực quản. Còn cái nhóm mà hôm nay chúng tôi giới thiệu là những cái biểu hiện của trào ngược ở ngoài thực quản. Thì các cái triệu chứng nó bao gồm, có nghĩa là gì? Thông thường ấy là trào ngược ngoài thực quản nó biểu hiện ra, thí dụ như các bác bị ho kéo dài, bị viêm thanh quản do trào ngược, bị hen do trào ngược, bị mòn răng, bị viêm họng, bị viêm xoang, thậm chí nặng hơn là xơ hóa phổi, hoặc là một số trường hợp bị viêm tay giữa tái đi tái lại nhiều lần mà chúng ta dân gian hay gọi cái bệnh này là bệnh thối tai. Đấy. Các cái triệu chứng lâm sàng chính mà chúng tôi muốn nói với các bác, với các anh, các chị, cái triệu chứng lâm sàng chính mà chúng tôi muốn nói với các bác, các anh, các chị mà khi mà trào ngược ngoài thực quản nó gây vì ra là gì? Đấy là những triệu chứng như là viêm họng tái đi tái lại nhiều lần, sưng ở họng, loét ở họng, ho kéo dài, khàn tiếng, đau ngực, chảy mủ tai và hỏng răng. Đấy là những cái triệu chứng thông thường mà chúng ta hay gặp. Sau đây thì chúng tôi xin nói với các bác, với các chị những cái bệnh lý mà nó gây ra thì ở những cơ quan nào. Cái đầu tiên là nó gây ra những cái bệnh lý đối với cái hệ hô hấp. Thì những cái bệnh lý hay gặp là gì? Đấy là nó gây ra viêm phổi. Nó cũng có thể gây nên hen, gây ra viêm phế quản mạn, gây giãn phế quản. Ở răng miệng ấy thì nó gây ra cái gì? Nó gây ra một cái chứng mà rất nhiều người gặp, gặp nhưng mà không biết. Chúng ta toàn là đi chữa răng thôi, đấy là mòn răng, tức cái hiện tượng răng của ta mòn dần, bị hỏng và chúng ta phải đi làm. Thứ hai là hơi thở hôi, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống. Viêm niêm mạc miệng, thí dụ là loét ruột ở trong họng. Rồi một cái chứng nữa mà có thể nói là gặp với một tỷ lệ rất cao là những cái trường hợp đau ngực nhưng không phải là do bệnh tim. Thêm vào nữa là bệnh lý của thanh quản, thí dụ như viêm thanh quản trào ngược, khàn giọng, ho kéo dài, loét thanh âm, u hạt thanh quản. Ở họng hầu thì cũng bị viêm niêm mạc, thí dụ như một số những trường hợp chúng ta rất hay gặp là viêm xoang và viêm tai giữa. Đấy là những cái cơ quan mà có thể là chúng ta hay gặp. Vậy thì những cái nguyên nhân đâu mà trào ngược dạ dày thực quản lại gây nên những cái triệu chứng về hô hấp trong cái bệnh trào ngược như thế này? Đấy là cái dịch hô hấp, dịch mật, rồi là pepsin ở trong cái dịch của dạ dày ấy, nó đi lên thực quản, nó đi lên họng,
sau đấy tự học nó lại trôi ngược trở lại vào đường thở của chúng ta, và khi nó tiếp xúc với niêm mạc của đường hô hấp, nó kích thích trực tiếp lên cái biểu mô của đường thở, nó gây ra hàng loạt các cái triệu chứng như chúng tôi vừa mô tả. Thứ hai là do phản xạ thần kinh giữa đường hô hấp và thực quản làm tăng các cái triệu chứng như ho và khó thở. Tôi xin có một cái minh họa để các bác nhìn rõ về cái hiện tượng này. Đây là cái luồng dịch từ trong dạ dày. Khi bị trào ngược, ở đây nó phải có một cái van nó ngăn cách nha. Thì thường không bao giờ cái dịch nó trào được. Nhưng mà cái dịch này nó bị đi lên trên cái thực quản, đi mãi lên trên thực quản này, và nó lên hầu họng của chúng ta, ở trong hầu họng. Nhưng nó không ở yên đấy, nó lại lộ ngược xuống cái phế quản, nó đi sâu vào trong phổi. Đấy là cái cách mà nó gây bệnh. Thì đấy là điểm một. Điểm thứ hai ấy, về mặt bệnh học ấy, nó cũng có một cái hiện tượng là trong cơ thể chúng ta có một cái dây thần kinh gọi là cái dây thần kinh số 10, và cái trung tâm chỉ huy của nó thì lại là ở thân não. Thế cái dây thần kinh số 10 này thì nó lại có một cái lạ, tức là nó lại vừa vừa tác động lên đường tiêu hóa bao gồm có dạ dày, có thực quản, nhưng đồng thời nó lại cũng ảnh hưởng đến cả cái phế quản, nó điều khiển cái phổi của chúng ta. Và giữa hai cái nhánh này nó có sự giao thoa. Chính vì vậy khi mà kích thích cái dây 10 gây trào ngược dạ dày thực quản thì nó có đáp ứng lại bằng cách là ở cái hô hấp, là nó có đáp ứng lại là ho, là hen, là khó thở, vân vân. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào chi tiết để các bác biết. Như chúng ta biết thì ho là một cái triệu chứng rất là phổ biến, mà mấy hôm nữa khi mùa đông đến thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều, nhất là ở những người lớn tuổi. Khi nào gọi là ho kéo dài? Ho kéo dài khi mà cái triệu chứng ho nó tồn tại trên 8 tuần, hay nói một cách vắn tắt là nó vào khoảng độ 2 tháng, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là ho kéo dài. Cái tỷ lệ những cái người mà bị ho kéo dài mà do cái nguyên nhân trào ngược ấy, thì các cái thống kê nó có khác nhau, nhưng nó đâu đó vào khoảng độ 30%, đây là một cái tỷ lệ rất lớn. Và người ta thấy rằng là những trường hợp mà ho mà do trào ngược nhưng mà lại thường lại là không có triệu chứng trào ngược, tức là không có nóng, không có ợ chua, không có ợ hư, mà chỉ có ho thôi. Và khi mà chúng ta dùng các cái thuốc điều trị cái ức chế cái bài tiết axit ở dạ dày, chúng ta nói là dùng cái thuốc chữa dạ dày ấy, thì cái triệu chứng ho là giảm đi rất là nhanh. Thì đấy là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải biết. Bây giờ đến một cái triệu chứng thứ hai mà chúng ta cũng phải nói, tức là hen phế quản. Người ta thấy là có khoảng 30% những trường hợp bị hen phế quản có thể là do trào ngược, là do cái dịch ở dạ dày nó đi vào cái đường hô hấp. Và cái tỷ lệ mà người bị hen ấy, bên cạnh đấy thì cái tỷ lệ người bị hen mà lại bị trào ngược dạ dày thực quản cũng rất là cao. Và trào ngược có thể gây ra những cái bệnh phổi, đó là co thắt cái phế quản, gây ra cái triệu chứng co cử, khó thở. Và hiện nay ấy, thì các nhà khoa học cũng đang tranh cãi với nhau là không biết là hen nó gây ra trào ngược hay là trào ngược gây ra hen. Đấy là hai cái. Nhưng mà có vẻ như là đây đều có thể là nguyên nhân cũng như có thể là hậu quả. Và liên quan giữa trào ngược và hen thì trong các cái nghiên cứu mà các nhà khoa học người ta đã làm ấy, thì người ta thấy là cái mối liên quan này nó liên quan vào cỡ từ 34 đến 89%, tức là có một cái mối liên quan rất là cao giữa hai cái nhóm bệnh này. Bây giờ chúng tôi xin nói sang một cái biểu hiện khác là răng. Thưa các bác, các anh, các chị, cái mà hỏng răng ấy, mòn răng ấy, thì đối với chúng ta là có thể nói là chúng ta những cái người mà lớn tuổi một chút thì phải đi chữa răng rất nhiều, thậm chí ngay cả một số cháu bé là cái răng của nó, cái răng sữa của nó thôi cũng bị hỏng rất là sớm. Thì một trong những cái nguyên nhân chủ yếu của cái hiện tượng mà hỏng răng này là người ta thấy là do trào ngược. Cái triệu chứng ở răng ấy, biểu hiện đầu tiên của trào ngược là một cái biểu hiện mà được biết tới rất là sớm, và có thể coi đây là một cái hiện tượng mà cái ảnh hưởng của trào ngược ở cái đoạn rất là xa của thực quản. Cái đầu tiên mà chúng ta nói tới đấy là tình trạng mòn răng, mà cái mòn răng này là do cái axit của cái dạ dày nó tác dụng và nó ảnh hưởng kéo dài lên cái hệ thống răng của chúng ta. Nó có thể xuất hiện từ thời niên thiếu cơ, và cái người nó gặp ở trên cái người bình thường ấy là cái tỷ lệ vào khoảng 5 đến 28%,
Nhưng mà ở cái người trạo ngược ấy là nó có thể gặp từ cỡ độ 21 đến 83% ở người lớn, từ 17 đến 87% ở trẻ em. Như vậy là cái trẻ em mà nó sún răng sớm ấy, nó thay sớm ấy là nhiều khả năng là do trào ngược. Thường kèm theo cái hiện tượng này là người bệnh thấy rất rõ khác với ho, là kèm theo cái triệu chứng là cái cảm giác là nó chua ở miệng. Đấy. À, cái cơ chế mà gây ra cái mòn răng là nó như thế nào? Đấy là do cái axit ở dạ dày nó tấn công lặp đi lặp lại kéo dài, nó làm mất đi cái màng bảo vệ ở quanh răng. Và cái axit này lúc bây giờ nó trực tiếp tiếp xúc với lại cái men răng. Axit thì nó lại cuối cùng nó thay thế nước bọt, nó làm giảm cái sức căng của cái bề mặt trên cái bề mặt của răng ra. Và như vậy là cái chất khoáng ở trong men răng đó là nó mất dần, và gây dần dần nó ăn sâu vào, nó làm lan tỏa ra, nó làm mất cái chất khoáng ở bề mặt, nó làm cho cái răng của chúng ta nó lồi lõm. Thì chúng tôi cũng có một cái hình ảnh để các bác thấy, ví dụ đây là cái axit nó trào từ dưới lên trên, còn cái dịch dạ dày, cái dịch nước bọt ấy là bình thường là nó đi từ trên dưới nó phủ. Thì cứ mỗi khi mà cái dịch axit dâng cao thì cái dịch nước bọt lại ngày cũng càng thu ngắn dần lại. Như vậy cái phần mà nước bọt nó quản lý đấy là cái phần mà nó tương đối kiềm. Như vậy là chúng ta sẽ thấy chúng ta thấy là các yếu tố mà để cho ăn mòn răng ấy, nó phụ thuộc vào mấy cái yếu tố. Một là cái cấu trúc cái bộ răng của chúng ta, hai là cái tính chất của axit, cái độ axit nó như thế nào, rồi cái nước bọt của chúng ta có kiềm tính hay không, thói quen ăn uống đánh răng, rồi là một số những cái bệnh nhân do thói quen ăn xong là nằm ngay. Bây giờ thì tôi xin giới thiệu với các bác một số cái hình ảnh để các bác được thấy rằng là cái răng bình thường với cái răng ở cái người bị trào ngược nó như thế nào. Thì thưa các bác, là trên kính hiển vi điện tử khi người ta cắt ra, cái răng bình thường nó có cấu trúc rất là đồng đều. Thậm chí khi người ta quan sát lại là cái men răng có các sợi men răng nó lại tạo thành từng bó, chứ cái men răng của chúng ta rất bền. Đấy, đây là cái hình ảnh bình thường được phóng đại trên kính hiển vi điện tử cái men răng của một cái người bình thường. Các bác thử xem, nếu mà cho cái men răng này nó tiếp xúc với acid chlorhydric là cái loại acid mà dạ dày của chúng ta tiết ra, thì các bác thấy là chỉ 15 phút sau thôi là trên men răng của chúng ta nó khuyết thành những cái lỗ như này. Đấy, lỗ rỗ như cái dạng tổ ong, rất là nhiều những cái lỗ này, mà chỉ có 15 phút thôi, báo cáo với các bác là như vậy. Chúng ta thấy cái ảnh hưởng kinh khủng như thế. Bây giờ chúng ta tiếp. Bây giờ bên trong cái men răng ấy là có một cái lớp chúng ta gọi là ngà răng. Cái ngà răng này, trong cái ngà răng này nó có những cái ống với các bác này, để nó nuôi cái răng này, và nó có cái cấu trúc của nó. Chúng ta hãy xem khi mà và dưới kính hiển vi điện tử thì đây là cái hình ảnh của cái ngà răng của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy xem, nếu chúng ta ngâm nó vào trong axit thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu mà ngâm vào cái tiếp xúc với axit chloric chỉ sau 1 giờ thì các bác sẽ thấy ở đây là cái ngà răng nó bị nứt, có những cái chỗ hõm sâu xuống và nó tàn phá cái răng của chúng ta lớn mức nào. Thì chỉ qua hai cái hình ảnh minh họa này là các bác sẽ thấy là cái hình ảnh cái trào ngược nó gây nên cái gọi là cái tác động rất lớn đối với răng. Vậy thì cái răng của chúng ta nó bị tổn thương là trên lâm sàng. Các bác nếu mà chúng ta nhìn vào cái mặt trong này, chúng tôi nhìn vào thì chúng tôi sẽ thấy cái răng của chúng ta đây đều, rất là đều, và cái bờ trong nó có cho cái một cái lớp nó nhẵn, nó mềm mại. Và ở giữa cái mặt răng ấy, nó hơi lõm xuống một chút, nhưng mà trông nó rất mềm mại, màu trắng ngà. Chúng ta hãy thấy là những cái chân răng nó bị ăn đi như thế này khi mà bị bào mòn. Đây, chúng ta hãy nhìn thêm một chút nữa để chúng ta thấy. Nếu chúng ta đưa những cái người bị trào ngược ấy, đưa cái lưỡi ra trên bề mặt của răng, chúng ta thấy mấp mô. Và chúng ta thấy đây có những cái khía nó cao lên. Những cái chỗ này nó mấp mô rất là nhiều. Và bác nào mà xem thì thậm chí là nó nhọn như cái đỉnh tam đảo ấy. Đây, chúng ta thấy. Thì nó sắc. Nó dễ bị gãy và nó dễ bị sứt. Và đây là cái tổn thương. Chúng ta sẽ nhìn, nếu mà với cái bộ răng như thế này thì không thể gọi là một cái hàm răng đẹp được. Chúng ta biết là hàm răng mái tóc là góc con người mà. Đấy, thì đây là những cái hình ảnh của cái mòn răng nó trào ngược. Chúng tôi xin giới thiệu đến một cái tình trạng nữa của cái trào ngược dạ dày thực quản. Ở trong y khoa ấy, thì có một cái chứng mà bệnh nhân rất hay đau ngực, và người ta những cái đau ngực này lại không phải là do bệnh lý của tim mạch. Thì có một cái thuật ngữ người ta gọi là chứng đau ngực không do tim, tức là chứng đau ngực mà không phải do bệnh lý của tim mạch nó gây ra.
À, thì chứng đau ngực không do tim này báo cáo với các bác là nó là một trong năm nguyên nhân hàng đầu khiến cho người bệnh trên toàn thế giới phải đi khám bệnh. Chúng tôi xin lấy một cái ví dụ, ở nước Mỹ có khoảng độ hơn 300 triệu người dân, nhưng mà mỗi một năm đi khám bệnh do cái chứng đau ngực không do tim này là hết 70 triệu người, rất lớn. Như vậy là cái tỷ lệ rất là lớn. Đây là cái triệu chứng mà chúng ta phải thấy là nó gặp ấy, là qua điều tra để cho thấy này, 23,9% ở nam, 24% ở nữ, và chi phí điều trị là rất lớn. Chỉ riêng nước Úc thôi, Úc là chỉ có khoảng độ hai mấy triệu dân thôi, chuyển vài chục triệu, nhưng mà mỗi một năm ấy, nước Úc phải chi ra 1,3 tỷ đô la để điều trị cái chứng này. Có rất nhiều cái nguyên nhân gây nên cái chứng đau ngực không do tim, nhưng báo cáo với các bác là chủ yếu là do trào ngược. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là cái thăm dò cái chứng đau ngực không do tim này nó rất phức tạp, cho nên đôi khi ấy thì các bác sĩ chúng tôi ấy là phải cho thử điều trị. Thì cái thuốc đầu tiên mình vừa lựa chọn khi mà đau ngực không do tim đấy là các PPI. PPI là những cái thuốc mà tôi hay cho các bác, ví dụ như là Nexium này, như Bariet này, như Pantoloc này. Đấy, thì những cái loại thuốc ấy khi chúng tôi cho vào thì thấy là có từ 50 đến 70% bệnh nhân là cái triệu chứng đau ngực này nó bị mất. Đấy, thì báo cáo các bác, đây là một cái triệu chứng rất là phổ biến. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng xin trao đổi lại là những cái người bị trào ngược ấy thì có một cái bộ phận là bị hôi miệng, bị hôi miệng. Và cái hôi miệng này này thì nó không gây ra chết người, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống, đặc biệt đối với chị em. Lúc bây giờ là cái mình cảm thấy mình mặc cảm, mình tự ti, mình ngại giao tiếp, cho nên nó ảnh hưởng, không gây ra gọi là chết người, nhưng mà cái chất lượng sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Và có một số trường hợp là khi chữa hẳn rồi nhưng mà lúc nào bệnh nhân cũng cảm thấy giống như mình nói cái gì là nó phảng phất cái mùi hôi, cho nên người ta nó có là ảnh hưởng cả về mặt sức khỏe tâm thần của người bệnh nữa. Thì cái nguyên nhân mà gây hôi miệng ấy thì nó có nhiều. Thí dụ tôi lấy thí dụ như thế là bị sốt rét chẳng hạn là gây ra hôi miệng. Thí dụ như bị HP mà lại kết hợp với cái bất thường của cơ thắt thực quản dưới thì cũng là cái bất thường cơ thắt thực quản dưới trong trào ngược thì nó có thể gây ra. Đây chúng tôi xin có một cái minh họa mà cái ảnh chúng tôi chụp để cho các bác xem. Bình thường ấy là khi chúng tôi xoay dạ dày của các bác mà chúng tôi quạt ngược lại chúng tôi xem ấy thì cái dạ dày nó ôm lấy cái dây xoay như một cái vành khăn này, thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái hình ảnh này là bình thường. Nhưng mà ở những cái người cơ thắt thực quản dưới nó kém, nó bị hở đấy, dẫn đến trào ngược, thì bác thấy là cái chỗ này nó có một cái đám hở ra này, còn nhiều nữa là nó hở đến mức là chúng tôi nhìn quặn ngược từ dưới trên thấy cả niêm mạc của thực quản. Thì cái loại này chúng ta gọi là cái van ngăn giữa dạ dày với thực quản nó bị hở. Báo cáo các bác là như vậy, và nó là một trong nguyên nhân gây ra hôi miệng. Bây giờ thì tôi xin phép được nói với các bác, vậy làm sao các bác sĩ của chúng tôi có thể chẩn đoán được cho các bác, anh các chị về trào ngược, đặc biệt là trào ngược ở ngoài thực quản? Thì thưa các bác, không thể 100% các bác anh các chị đến chúng tôi có thể áp dụng các cái biện pháp thí dụ như nội soi làm ngay được, mà cái thông thường là hỏi bệnh, và người ta phải, các bác sĩ của chúng tôi sử dụng các bộ câu hỏi. Trong các bộ câu hỏi này có thể chỉ là những câu hỏi mà chỉ dành riêng cho các bác tự điền vào thôi để chẩn đoán. Cái thứ hai là chúng tôi điều trị thử, chúng tôi thử thuốc, ví dụ là chúng tôi sử dụng một số cái loại thuốc thông thường chúng tôi điều trị cho các bác. Nếu mà hết thì có thể là những cái bệnh nọ bệnh kia, nhưng mà nếu mà sử dụng điều trị thử mà hết thì coi như đấy cũng là trào ngược. Rồi một cái phương pháp nữa mà bây giờ các cái cơ sở y tế Việt Nam rất hay sử dụng, đấy là nội soi đường tiêu hóa trên. Tí tôi sẽ nói cái giá trị của nó như nào. Nhưng mà gần đây á thì tại cái cơ sở của chúng tôi, cũng có thể nói là cái cơ sở duy nhất của nước ta, thì có thêm một số cái phương pháp hết sức đặc biệt. Đấy là đo pH và trở quán thực quản 24 giờ. Thứ hai là làm test nhanh, phát hiện cái pepsin trong nước bọt, rồi đo cái nhu động, cái áp lực của thực quản để loại trừ những bệnh lý khác. Thí dụ như chẳng hạn là mình bị co thắt thực quản, thí dụ như thế là mình bị viêm thực quản do bạch cầu ái toan. Rồi là một cái phương pháp nữa mà chúng tôi cũng vừa mới đưa vào để thực hiện cho cái vấn đề chẩn đoán là đo điện thế, cái độ dẫn điện của niêm mạc thực quản, hoặc là đo tích thấm của niêm mạc thực quản. Thì bây giờ tôi giới thiệu kỹ các phương pháp này cho các bạn biết.
Thì trên thế giới ấy, ví dụ như hỏi bệnh cực bác thì người ta có rất nhiều những cái bảng. Thí dụ đây là một cái bảng nó chỉ có 6 cái câu hỏi thôi, và thông qua các bác trả lời 6 cái câu hỏi này, chúng tôi có thể trả lời, có thể gọi là gợi ý xem là bác có bị trào ngược dạ dày thực quản hay không. Đấy là cái đơn giản nhất. Bây giờ đến cái đơn giản thứ hai, cái số lượng bệnh nhân mà bị trào ngược ấy chiếm một cái tỷ lệ rất lớn. Thế thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn là có khoảng 10% bị trào ngược chẳng hạn, thì chúng ta có khoảng độ 10 triệu người, không thể mang 10 triệu người này ra soi được. Cho nên bây giờ chúng ta lại những cái trường hợp nó nhẹ, triệu chứng không nhiều lắm, nó gợi ý, thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc đơn giản như này, gọi là đơn giản, thí dụ như isomeprazole mà chúng tôi hay dùng là Nexium đấy, hoặc là thí dụ như rabeprazole là Pariet đấy, pantoprazole thí dụ như là Pantolox, hoặc là một số cái loại thuốc khác là chúng tôi điều trị thông thường, từ những thuốc thông thường đến thuốc phức tạp thì chúng tôi sử dụng cái loại một số những cái thuốc như vậy. Và nếu mà các bác uống những cái thuốc này trong từ 2 đến 4 tuần mà nó đỡ thì coi như đấy là bác bị trào ngược. Đấy. Bây giờ có một cái thứ hai, thật ra ở các nước là người ta áp dụng cái này rất là chặt chẽ. Ở nước ngoài thì thí dụ như Mỹ một lần soi dạ dày như thế này xấp xỉ đâu đấy vào khoảng độ gần 2.000 đô la Mỹ. Ở Việt Nam thì Bộ Y tế của chúng ta thì tùy cái chất lượng của máy nội soi, rồi tùy cái khử khuẩn, tùy nhiều thứ khác nữa, thì nó dao động đâu đấy vào khoảng độ từ mấy đô đến mấy chục đô. Nhưng mà dù sao so với con số hàng nghìn thì nó còn rẻ rất là nhiều. Thì thưa các bác là cái ống nội soi dạ dày nó soi vào, nhưng có một cái điều các bác rất cần phải biết là này, chỉ có 50% những người bị trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí những người trào ngược nặng như là trào ngược ngoài thực quản, là nhìn thấy được cái tổn thương ở thực quản và dạ dày mà thôi. Còn lại trên 50% là soi coi như là bình thường. Đấy là một cái điểm. Nhưng mà cái nội soi này nó cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là nó cho chúng ta biết là thực quản có bị tổn thương hay không. Mà những cái tổn thương là tổn thương gì? Thí dụ như tổn thương viêm, tổn thương loét, nó có thể gây hẹp, nó có thể gây barret ở thực quản, hoặc là thêm nữa là có thể gây ung thư ở thực quản. Thì cái đấy là rất quan trọng khi mà dạ dày của chúng ta khi mà đến là có thể các bác sĩ phải chỉ định. Nhưng nhìn chung ấy thì những cái người nhẹ thì người ta khuyên là chỉ nên dùng thuốc trước đã, chứ không có vội vàng đến mà soi ngay. Đấy. Tuy nhiên là các bác sẽ nói là sao em đến chỗ bác em lại thường là các bác lại bảo soi, là bởi vì một là do nguyên vọng, nhưng mà thông thường ấy là khi đã đến những cái chỗ như các cái bệnh viện như Bạch Mai, như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hoặc đến cái cơ sở chúng tôi là các bác đã đi rất nhiều nơi rồi, nên bắt buộc chúng tôi phải có cái kiểm tra. Đấy. Hiện nay trên thế giới thì người ta cho rằng là trào ngược có một cái công cụ để chẩn đoán nó một cách chắc chắn, người ta gọi nó là tiêu chuẩn vàng, đến là đo pH và trở kháng 24 giờ. Cái kỹ thuật này thì tuần sau chúng tôi sẽ nói một cách kỹ hơn, nhưng đây có thể nói là tiêu chuẩn vàng nếu mà muốn biết trào ngược thật hay không, thì cái này là cái gọi là tốt nhất. Rất tiếc thưa các bác, có hai cái cản trở rất là lớn. Một là muốn thực hiện nó là phải làm suốt trong đo suốt 24 giờ, là một ngày một đêm. Thứ hai là kỹ thuật cũng hơi phức tạp, tốn kém, cho nên nó chỉ được chỉ định cho những trường hợp rất đặc biệt thôi, chứ không phải là ai cũng có thể làm được. Có một cái nữa mà chúng ta cũng hiện nay là chúng tôi đã cố gắng đưa vào, làm sao sau cái nghiên cứu chúng tôi cùng một cái giai đoạn nghiên cứu một cái đề tài cấp nhà nước về vấn đề này, thì chúng tôi hy vọng là nó sẽ làm được triển khai được đến các cái phòng khám, là chúng tôi phát hiện cái pepsin trong nước bọt. Thưa các bác, pepsin là một cái enzyme mà dạ dày tiết ra, tức là nó chỉ có mặt trong dạ dày thôi. Nhưng mà bây giờ tôi thử cho các bác, thí dụ như tôi thử trong nước bọt mà chúng tôi thấy có pepsin, thì điều đó có nghĩa là cái dịch dạ dày nó trào đến miệng. Nếu mà chúng tôi thử trong cái dịch mủ ở tai, mà nếu mà lại nó có dịch mủ ở trong đấy, thì điều đó có nghĩa là nó làm cái dịch mủ ấy, cái viêm tai giữa ấy, là do cái trào ngược nó gây nên. Cho nên là nó phản ánh cái tình trạng dịch dạ dày lên trên miệng ấy, và nó là một cái xét nghiệm rất đơn giản, không xâm lấn và tương đối rẻ tiền. Chúng tôi hy vọng là trong một cái thời gian gần, chúng tôi sẽ cố gắng phát triển được cái kỹ thuật này đến các cái vùng, đến các phòng khám, đến các vùng sâu vùng xa,
để các bác anh các chị có thể sử dụng cái loại test này để chẩn đoán về cái trào ngược dạ dày thực quản, và từ đó chúng ta có cái biện pháp để chúng ta điều trị một cách thích hợp, mà các bác anh các chị không phải đi xa, không phải sử dụng các cái kỹ thuật thăm dò một cách thật là tốn kém. Chúng tôi cũng có thêm một cái công cụ cũng rất là hữu hiệu là đo cái rối loạn lưu động thực quản. Cái này này thì nó chỉ hỗ trợ cho cái trào ngược thôi, để người ta loại trừ một số bệnh. Thứ hai là nếu nó có rối loạn, thí dụ như là những cái trường hợp mà không co bóp được, những cái trường hợp mà cái cơ thắt đơn vị nó bị hở ra, thì lúc bây giờ chúng ta cũng có cái cơ sở góp phần thêm cái việc khẳng định cái trào ngược dạ dày thực quản, đặc biệt là cái trào ngược quản. Một cái kỹ thuật nữa mà hiện nay trên thế giới thì chúng tôi là một trong khoảng độ 5 trung tâm trên toàn thế giới sử dụng thôi. Tức là có 2 trung tâm ở Nhật, 1 trung tâm ở Mỹ, 1 trung tâm ở Anh và trung tâm thứ 5 là ở Hoàng Long, là sử dụng một cái catheter để chúng ta đo cái độ dẫn điện ấy, hoặc là một số cái nơi khác ấy, người ta đo cái tính thấm niêm mạc, và từ đấy cái khả năng dẫn điện này nó phản ánh được cái tình trạng viêm của niêm mạc, nó tình trạng cái tình trạng cái niêm mạc nó bị mỏng đi, và từ đó chúng ta cũng có thể kết luận được là một cách gián tiếp là cái bệnh nhân này có bị trào ngược hay không. Bây giờ thì chúng tôi chuyển sang nói một cách vắn tắt những cái nguyên tắc khi mà điều trị cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản, trong đó có trào ngược, gọi là trong đó có cái trào ngược bên ngoài thực quản nào. Thứ nhất là thuốc của chúng tôi cho, cái mục tiêu đầu tiên là phải giải quyết được triệu chứng. Thí dụ các bác đang ho là chúng tôi phải giải quyết được cái ho cho các bác. Thứ hai là ho nhưng mà lại cải thiện được chất lượng sống. Vì có những người là thí dụ như kèm theo những cái biểu hiện này là lo, thí dụ như người hôi miệng là người ta lo, người ta rối loạn về tâm lý, thí dụ như đêm không ngủ được đấy, thì đấy là cái mục tiêu thứ hai. Cái mục tiêu thứ ba là làm lành được cái tổn thương, thí dụ như nếu mà nó gây viêm họng thì nó hết viêm họng, nó gây loét thì nó hết loét, và cuối cùng là phải phòng ngừa được tái phát cũng như là biến chứng của nó. Một trong có mấy cái biến chứng này: hẹp thực quản, chảy máu, Barrett thực quản và ung thư thực quản là những cái biến chứng của trào ngược. Thưa các bác, cái đơn giản nhất là chúng ta thực hiện chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thì những cái thức ăn mà có hại thì chúng ta nên bỏ. Chúng ta nên bỏ. Thí dụ như thế là thuốc lá chẳng hạn này, thí dụ như cà phê chẳng hạn này, trà đặc chẳng hạn này. Bắt đầu bữa ăn chúng ta ăn những cái thức ăn có mỡ này, có trứng nhiều thì nó không nên. Và đây là những biện pháp bình thường: chia nhỏ các bữa ăn, nhai chậm, rồi là không mặc quần áo chật. Tuy nhiên thì trong tất cả các chế độ sinh hoạt này nó chỉ góp phần nhỏ thôi. Chỉ có 2 cái mà người ta xác nhận rằng là trong cái chế độ ăn uống và sinh hoạt ấy là có giá trị thôi. Thứ nhất là nằm cao đầu. Nằm cao đầu thì có một số bác đi mua cái gối ấy, mà cái gối gọi là gối chống trào ngược thì cũng được. Nhưng mà thật ra là cái hiệu quả của nó không khác gì. Thứ hai là nó có thể ảnh hưởng đến cột sống nếu ta nằm liên tục. Thì chúng tôi vẫn khuyên các bác là rẻ tiền nhất là các bác kê cái đầu giường ấy, cái hai cái chân giường ở phía đầu ấy, lên cao khoảng 25 đến 35 phần. Đấy. Rồi cái thứ hai cũng rất có giá trị là những anh chị em nào mà có cái cân nặng thừa cân ấy, nếu chúng ta bằng cái biện pháp nào đấy chúng ta làm giảm cân đi thì cái triệu chứng của trào ngược cũng giảm đi rất là nhiều. Đấy là hai cái biện pháp tương đối. Bây giờ về thuốc. Thuốc thì báo cáo các bác là trong cái những người mà trào ngược rất nhiều, nhưng mà cái người bị bệnh nhẹ ấy, cái người bị bệnh nhẹ tức là lúc có lúc không ấy, thì lại cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Thì nó có từ những cái thuốc đơn giản là những cái antacid, tức là những cái thuốc trung hòa acid, thí dụ như thế là một cái gói phosphalogen chẳng hạn. Rồi thứ hai là những cái thuốc như sucralfate, rồi một số thuốc tăng co bóp thực quản, nhưng những cái thuốc này là chỉ là những thuốc phụ. Bây giờ có thêm một cái thuốc có tác dụng hơn một tí, thuốc tác dụng hơn một tí tức là thuốc ức chế thụ thể H2, tức là những cái thí dụ như famotidine rồi các thứ vân vân đấy. Thì những cái thuốc này thưa các bác là cũng được, nhưng mà chỉ dùng nhẹ thôi. Cái thuốc cơ bản mà đối với trào ngược mà trào ngược do acid ấy, thì người ta gọi là các cái thuốc ức chế bơm proton. Đấy, báo cáo các bác. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc
thuốc ức chế bơm proton như ban nãy tôi nói đấy, thí dụ như Nexium, như Barriet, như là Bandolop, như thể là Dexilan, rồi là những cái đấy. Nhưng mà ở đây chúng tôi phải nói với các bác có hai loại nhá, những cái thuốc này cũng có những cái loại là rất đắt và cũng có loại tương đối rẻ. Thí dụ chúng ta mua những cái nước thuốc mà sản xuất trong nước nó tương đối rẻ, nếu bệnh chúng ta không nặng lắm chúng ta không nhất thiết phải mua cái thuốc thật là tốt. Nhưng mà nếu mà cái bệnh chúng ta nặng rồi ấy, thì đương nhiên là chúng ta phải dùng cái loại nó tốt hơn một chút đấy. Và có mấy cái điều chúng tôi cần lưu ý các bác, cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản này là một bệnh không thể chữa khỏi. Nếu những trường hợp nặng ấy, tôi đã có những cái bệnh nhân, trong số bệnh nhân của tôi là có mấy chục bệnh nhân là phải điều trị suốt đời, mà trong đấy có những bệnh nhân phải ngày 2 thậm chí là 3 viên Nexium uống kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm và lâu hơn nữa. Đấy. Tức là uống liên tục như là thuốc huyết áp, như đái đường như vậy. Rồi có những cái loại mà nó thành từng đợt, thì những cái đợt đấy chúng tôi cho thuốc, đại đa số là như vậy. Thì chúng tôi cho thuốc, thì cho thuốc là bác sĩ phải cho thuốc, nhưng mà cần tuân thủ theo đơn và theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Và trong đó chúng tôi vẫn nhớ nhấn mạnh là cái thuốc PPI này được coi là cái thuốc điều trị cơ bản. Thì các bác nhớ giúp cho cái ý kiến này của chúng tôi. À, như vậy là trong mấy chục phút đồng hồ chúng tôi đã có trao đổi với các bác, các anh, các chị. Và sau đây chúng tôi xin có một số cái điểm như thế này. Cái bệnh lý trào ngược ngoài thực quản ấy, là hiện nay nó chiếm một cái tỷ lệ khá cao, phổ biến và được xem là trào ngược nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như là chất lượng sống của các bác, anh, các chị. Trào ngược ngoài thực quản ấy, kéo dài thì cũng kèm theo với nó là các cái biến chứng có thể đi theo. Về điều trị trào ngược ngoài thực quản thì cũng là như chúng tôi đã nói từ ban đầu là thường kéo dài, phối hợp thuốc này, liều thuốc cao này, dễ tái phát, không kiểm soát được. Do đó bệnh nhân cần phải lưu ý tuân thủ, và đối với những trường hợp trào ngược ngoài thực quản này là phải đi khám cũng như là tuân thủ thuốc. Tôi lấy ví dụ này, những cái trường hợp trào ngược nhẹ có thể uống thuốc trong vài tuần là ổn, nặng hơn thì uống thuốc từ 2 đến 4 tuần, trung bình khá nữa thì 4 tuần đến 6 tuần. Nhưng thưa các bác, trào ngược ngoài thực quản, những cái triệu chứng như tôi vừa nói, thì tối thiểu thuốc là phải trên 8 tuần. Thông thường trên thế giới người ta sử dụng là 12 tuần, tức là 3 tháng. Và sau đó là có thể có một số bệnh nhân phải kéo dài trong nhiều năm. Liều dùng, thời gian dùng thuốc cùng chế độ ăn uống sinh hoạt là những vấn đề rất là cần được quan tâm. Và chúng tôi rất là mong là các bác phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Và đối với trường hợp trào ngược ngoài thực quản là không thể tự dùng thuốc được, bắt buộc phải đến khám. Mà nếu khám được thầy thuốc chuyên khoa thì càng tốt, để có được cái tư vấn cũng như cái đơn thuốc một cách tốt nhất. Tôi xin cảm ơn các bác, anh, các chị. Và sau đây thì tôi xin dành khoảng một tiếng đồng hồ để coi như là trả lời các cái gọi là các cái băn khoăn, các cái thắc mắc của các bác, anh, các chị. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Long ạ. Tuần trước thì chúng ta đã được gặp tiến sĩ Hằng với những giải đáp và tư vấn về bệnh lý trào ngược và những biểu hiện ở thực quản. Tuần này thì chúng ta có những lời tư vấn rất là kỹ lưỡng của giáo sư Long về bệnh lý trào ngược ngoài thực quản. Thế thì có một cái bệnh nhân vừa ở Quảng Ninh, có một bệnh nhân ở Quảng Ninh vừa mới thắc mắc hỏi tôi là thưa giáo sư Long, là xin giáo sư giải thích kỹ hơn về việc giống nhau và khác nhau giữa hai bệnh lý trào ngược thực quản và ngoài thực quản này được không ạ? Bởi vì tôi thấy là như cá nhân tôi là gặp những cái triệu chứng giống như giáo sư vừa nói. Giống và khác nhau. Giống nhau, cái giống nhau đầu tiên là đều là do cái dịch dạ dày nó trào lên thực quản mà nó ra cả. Nhưng mà một bên là cái tổn thương nó gây, triệu chứng nó gây là ngay thực quản, thì chúng ta gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Một bên nó đi ra các cơ quan khác như là hô hấp, như là tai, mũi họng, như là răng hàm mặt, thì lúc bây giờ là chúng ta gọi là ngoài. Vậy thì hễ mà trào ngược ở thực quản thì không có triệu chứng của ngoài thực quản, còn triệu chứng của ngoài thực quản thì có thể có thêm cái triệu chứng của trào ngược là ợ hơi, ợ chua, nóng rát, xiên lên ngực, hoặc là cũng có thể không có. Đấy, khác và giống nhau là như vậy.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Long ạ. Thế thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là bệnh lý trào ngược thì nó có thể ảnh hưởng đến các tổn thương ở trong thực quản, và nếu như mà ở trong tình trạng trào ngược nặng thì có thể gây ra những tổn thương ở ngoài vùng thực quản, ảnh hưởng đến vùng răng miệng cũng như là các triệu chứng khác liên quan mà bệnh nhân rất dễ nhầm với các bệnh lý khác. Vậy thì làm thế nào để gọi đúng tên và bắt đúng bệnh của bệnh lý này? Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi cho giáo sư Long, và tiếp sau đây thì giáo sư Long sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn ạ. Thưa giáo sư Long, là hiện nay thì có một bác bệnh nhân có câu hỏi là: thưa giáo sư, khoảng 2 tuần gần đây bạn cháu có triệu chứng đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi, đầy bụng và ăn được rất ít. Bạn cháu có đi khám tim mạch và hô hấp nhưng không có vấn đề gì cả. Trước đấy thì bạn ấy có rối loạn lo âu và lo lắng rất nhiều. Vậy giáo sư cho cháu hỏi là liệu rằng có phải bạn cháu bị trào ngược không, và như bạn cháu thì giáo sư có lời khuyên như thế nào để thăm khám cho chính xác ạ? Tôi xin có mấy cái lời tư vấn đối với cháu như thế này. Nếu mà khẳng định ngay là bạn cháu bị trào ngược thì rất là khó, nhưng mà những cái triệu chứng mà bạn cháu mô tả thì không thể loại trừ được là trào ngược. Trong điều kiện Covid như hiện nay, và điểm thứ hai ấy là cũng là theo cái thực hành bình thường, thì bác khuyên cháu có thể sử dụng cái thuốc PPI thử, thuốc PPI thử. Thí dụ như là cháu có thể sử dụng cái một cái isomeprazone, chúng ta vẫn hay thường gọi mà thông một cái thuốc thông thường isomeprazone cũng có bán, hoặc là tốt hơn thì thí dụ như Lexum chẳng hạn, hoặc là Pares hoặc Pantoloc gì đấy, những cái thuốc như vậy chúng ta uống thử trong 2 tuần xem. Uống thử mỗi ngày 1 viên sáng trước ăn 30 phút trong 2 tuần. Nếu nó đỡ thì chắc chắn đó chính là trào ngược. Cũng có một cái điều cũng xin nói, ban nãy tôi có nói vì không nói sâu được, tức là cái trào ngược này nó cũng liên quan rất là chặt chẽ với những cái rối loạn về tâm lý, nên đôi khi nó là lo lắng rồi là mất ngủ vân vân. Thì trong cái bệnh nhân này, là trong cái trường hợp là bạn cháu, thì tôi thấy cũng hội đủ những cái yếu tố mà có cái khả năng cao là trào ngược dạ dày thực quản. Vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Có một bệnh nhân là bệnh nhân Trần Cương ở Cần Thơ đưa ra câu hỏi là: thưa giáo sư, là em đã được điều trị bệnh lý trào ngược và đã quét Barrett tại phòng khám mình. Sau 3 tháng em kiểm tra lại thì thấy là kết quả bình thường. Sau 1 năm em kiểm tra lại lần thứ hai thì thấy rằng mô tả là sát tâm vị có nhiều vết chợt nhỏ hơn 5 mm. Vậy cho em hỏi là đây là sẹo quét Barrett hay là tái phát Barrett ạ? Cái đấy của em đấy là những cái sẹo hoặc là những cái đám dị sản nhỏ, nó không phải là Barrett, cho nên là em yên chí nhé. Chúng tôi ở khám thì chúng tôi cũng 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 có một cái gọi là cái công nghệ làm cho cái Barrett, những cái Barrett mà nó không lớn quá, lớn quá thì phải cắt hết. Thí dụ cũng có một cái trường hợp ở trong Cần Thơ mà đã ra cái chỗ của chúng tôi bị Barrett đoạn dài, là chúng tôi phải tiến hành cắt lọc để bỏ cái đoạn Barrett ấy qua nội soi. Nhưng mà trong cái trường hợp của em là được quét, nó đã hết rồi. Nói như vậy không có nghĩa là nó không tái lại. Nếu mà cái triệu chứng trào ngược nó lại lặp đi lặp lại rất nhiều thì có thể trong tương lai lại xuất hiện cái Barrett đoạn ngắn. Vâng, cảm ơn giáo Còn sư ạ. hiện nay Cũng thì nó cũng không xin phải. bổ sung vâng. Cũng xin bổ sung thêm với anh Trần Cương là tôi là bác sĩ Hải, tôi là người trực tiếp mà soi cũng như là mô tả kết quả cho các anh chị bệnh nhân đến phòng khám. Thì với cái kết quả của anh Cương thì đấy là một cái mô tả của chúng tôi khi mà bệnh nhân có những biểu hiện của trào ngược lên trên thực quản. Và nếu như mà Barrett hay là dị sản của anh còn thì trong kết quả sẽ được ghi rất là rõ ràng. Còn nếu như bác sĩ không mô tả thì anh cũng không cần quá lo lắng, và hãy tin tưởng cái lời tư vấn của bác sĩ khám nội ở bên ngoài. Có một bác bệnh nhân ở Quảng Ninh hỏi giáo sư Long là: chào bác sĩ ạ, khoảng mấy năm gần đây thì tôi bị viêm họng hạt mãn tính, thỉnh thoảng đang nằm lại ngứa hớ họng, muốn ho và có cảm giác tanh tanh ở trong mũi và họng. Tôi đi khám tai mũi họng thì bác sĩ bảo là có thể bị trào ngược. Vậy thì bây giờ tôi nên điều trị chuyên khoa tai mũi họng hay là điều trị chuyên khoa tiêu hóa? Thưa bác, vấn đề ở đây là này, cái viêm họng hạt, viêm họng mãn tính ấy, thì cũng có khá nhiều các cái nguyên nhân, trong đó một trong nguyên nhân chủ yếu đấy là trào ngược. Hiện nay thì bác, cái trường hợp của bác quá khó vì nó không có một chút nào gợi ý, thì bây giờ chỉ còn có 2 cách thôi. Một là có một lúc nào đó nếu có thể thì bác nên đi soi cái dạ dày, chúng tôi khuyên là như vậy. Thứ hai là điều kiện hiện nay dạ dày chưa soi được,
Thì chúng tôi đề nghị bác giống như cái cháu đầu tiên mà hỏi đấy, là chúng tôi ba đề nghị bác điều trị thử. Nếu mà khi bác điều trị thử cái thuốc ức chế bài tiết dạ dày ấy mà nó đỡ thì chắc chắn đấy là trào ngược, và xin bác hãy đến cái cơ sở về tiêu hóa để được quản lý một cách tốt hơn, vì đây là triệu bệnh của tiêu hóa nhưng thể hiện ở đường hô hấp. Thế còn nếu như thế là người ta trả lời bác là không, cái đường tiêu hóa của bác là hoàn toàn bình thường, chúng tôi soi thấy bình thường, chúng tôi đo thấy bình thường, chúng tôi làm cái xét nghiệm PET về PET xin thấy bình thường mà bác vẫn có những cái triệu chứng này, thì lúc bây giờ là cái chỗ mà bác phải điều trị chính đấy là tại mũi họng. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. Bệnh nhân hỏi, mẹ chồng tôi năm nay 76 tuổi, khoảng 5 năm trở lại đây thì tôi thấy rằng hơi thở của bà có mùi rất khó chịu. Mẹ chồng tôi là người sạch sẽ, bà vẫn ăn ngủ sinh hoạt tốt, đi khám tổng quát không thấy có gì bất thường. Vậy tôi có khuyên bà đi khám dạ dày được không ạ? Xin chị hãy làm theo mấy cái bước như tôi nói lại này. Đầu tiên là các cụ lớn tuổi rồi thì trước hết là phải kiểm tra cái răng miệng. Thứ hai là kiểm tra xem bác gái có bị cái HP không. Và cái cuối cùng là phải soi dạ dày. Nhưng khi soi dạ dày thì phải nêu cái yêu cầu rất rõ đối với bác sĩ là: thưa bác sĩ, tôi muốn bác sĩ xem giúp cho tôi xem là cái tâm vị hay là cái van ngăn những dãy thực quản nó có bị hở không. Bởi vì nếu không người ta sẽ không để ý. Muốn xem được cái này nó có hở không là khi cái ống soi nó đi cách cái chỗ cái tâm vị ấy khoảng 5 cm là người ta phải dừng cái ống soi để người ta chờ để xem co bóp nó như thế nào. Điểm thứ hai là khi xuống cái dạ dày rồi thì người ta phải quạt ngược. Cái này là cũng phải bác sĩ kỹ năng một chút, người ta rút dần cái ống soi lên để người ta xem là cái tâm vị nó có ôm cái ống nội soi hay không, thì lúc bây giờ mới kết luận được. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái lời tư vấn của tôi thì chị sẽ coi như là kiểm tra những cái rất là cơ bản. Còn đương nhiên là cái hơi thở hôi thì nó cũng có thêm một vài cái nguyên nhân khác nữa, nhưng đấy là ba cái nguyên nhân cơ bản nhất. Vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Bệnh nhân hỏi giáo sư những câu hỏi mà khá là trùng nhau nên tôi xin phép được tổng hợp lại thành một cái câu hỏi chung ạ. Tôi thấy là giáo sư đề cập đến cái việc nội soi tiêu hóa là một tiêu chuẩn chẩn đoán rất quan trọng trong việc phát hiện trào ngược. Vậy thì giáo sư xin giáo sư cho biết là trong quá trình nội soi thì tôi có thể phát hiện được trào ngược ở các mức độ như thế nào, có rõ hay không, và liệu rằng là soi thế có phát hiện được ung thư hay là các vấn đề khác hay không ạ? Câu hỏi của chị rất là thú vị, nhưng chắc là ban nãy tôi nói nhanh quá hay sao mà chị không chú ý. Khi mà người ta bị trào ngược, thậm chí là những cái trào ngược ngoài thực quản ấy, nội soi ấy, cái tổn thương mà nhìn thấy ở thực quản nó chỉ vào khoảng độ 50% thôi. Với những cái máy nội soi hết sức hiện đại, phóng đại, thí dụ như ở chúng tôi có những cái nội soi nó phóng đại, nó nhuộm màu ấy, thì chúng tôi có thể nâng cái tỷ lệ lên được khoảng 70%. Chứ thông thường với những cái trung tâm nội soi mà cái ống nội soi gọi là cái ống soi ánh sáng trắng bình thường nó chỉ phát hiện được khoảng 50%. Như vậy có 50% còn lại là có bệnh trào ngược nhưng mà nội soi không nhìn thấy gì. Nhưng vấn đề ở đây nội soi đôi khi nó quan trọng là chỗ này. Một là nếu nó có tổn thương nó gây loét, gây viêm thì mình biết được cái mức độ. Theo cái phân loại Lorenz ấy thì người ta chia cái mức độ viêm loét ở cái chỗ nối giữa dạ dày với thực quản ra làm bốn cái mức độ khác nhau. Cái mức độ đầu tiên là chỉ một cái vết nho nhỏ nó dưới 0,5 cm. Cái thứ hai là nó to hơn, nó dài hơn nhưng mà nó cũng không không nhập vào nhau. Cái thứ ba là nó rộng, lan rộng vào cái loét ấy thành cái đám nhưng nó không vượt quá 75% cái chu vi của cái thực quản. Và cuối cùng là cái độ D là nó vượt quá 75% cái tổn thương viêm loét, nó vượt quá 75%, tức là 3 phần tư cái chu vi của thực quản. Thì đấy là người ta phân loại cái viêm loét này như vậy. Thế ngoài ra nội soi nó có mấy cái ích lợi nữa này. Loét thì có chảy máu không? Thí dụ có một số bệnh nhân bị trào ngược mà nôn ra máu. Đấy. Thứ hai là có một cái tổn thương gọi là tổn thương tiền ung thư. Thì người ta gọi là Barrett thực quản.
Tôi có biết là tuần trước thì là tiến sĩ Hằng và bác sĩ Hải đã nói về Barrett rồi. Nhưng mà Barrett là cái tội gì? Là cái tế bào ở dạ dày và ruột. Nhẽ ra nó phải ở dạ dày và ruột, vậy mà người ta thấy nó xuất hiện ở cái điểm nối giữa dạ dày mà nó leo lên trên thực quản nó sống, thì cái tổn thương ấy được gọi là Barrett thực quản. Đấy, thì đấy, và cuối cùng là nó phát hiện được ung thư. Những cái máy nội soi sớm như của chúng tôi ấy là nó có thể phát hiện, bình thường là cũng phát hiện được ung thư rất tốt rồi. Nhưng mà ở đây là những cái với những công nghệ mới, hôm sau chúng tôi sẽ có một cái bài giới thiệu về những công nghệ này để các bác anh các chị được biết, thì những cái tổn thương ung thư rất là bé, ăn chưa chỉ nằm khư trú bên trên cái bề mặt rất mỏng, là chúng ta hoàn toàn hiện nay là ở Việt Nam hoàn toàn có thể phát hiện được. Và có một điều rất là thú vị đối với ung thư đường tiêu hóa, không chỉ đối với thực quản mà bao gồm cả dạ dày, bao gồm cả đại tràng, bao gồm cả thực quản. Nếu hễ mà những cái ung thư giai đoạn sớm này là chúng tôi có thể cắt lọc hoàn toàn bằng qua nội soi, và sau đó có thể cho các bác anh các chị về nhà luôn được, chứ không cần phải nằm viện để theo dõi một ngày nào cả. Cảm ơn giáo sư Long ạ. Một câu hỏi tiếp theo đến của một bác bệnh nhân 64 tuổi. Thưa giáo sư, là tôi năm nay 64 tuổi, có tiền sử là cao huyết áp, đái tháo đường. Khoảng hơn một tháng gần đây thì thỉnh thoảng tôi bị những đợt tức ngực như có gì đấy đè lên. Tôi thấy khó thở, sáng sớm bị khản tiếng, hay cảm giác vướng họng như là hóc xương cá. Tôi đã đi chụp phổi và khám tim mạch thì không phát hiện được gì cả. Bác sĩ nói tôi đi nội soi dạ dày xem thế nào. Tôi muốn hỏi bác sĩ là như tôi nhiều bệnh như vậy thì có nên nội soi không? Và còn phương pháp nào ngoài nội soi để tôi có thể biết được bệnh của mình hay không? À, tôi nghĩ rằng là thưa bác, đúng là bác bị đái đường, bị cao huyết áp, tuổi lại hơi cao, thì cái việc chỉ định cái nội soi là cũng cũng cần phải cẩn trọng. Nhưng mà trường hợp của bác thì tôi có thể khẳng định là cái khả năng mà trào ngược ngoài thực quản là rất cao. Nhưng bên cạnh đó thì khi mà mình đã có vương vướng nuốt khó rồi, thì cái điểm đầu tiên mà phải xác định ngay lập tức là liệu có cái bệnh lý gì khác nữa không ngoài cái trào ngược. Lấy ví dụ như chẳng may là mình lại có những cái tổn thương nó không không lành chẳng hạn, nó có loét cái gì trong đấy nữa, thì trong trường hợp của bác thì tôi lời khuyên của tôi là nên, rất nên nội soi, rất nên nội soi. Thế còn lại thăm dò, bác đừng ngại, những cái cơ sở mà tốt, thí dụ như bác quê ở đâu ạ, bác ở đâu, nếu mà ở xa tôi mà để ấy thứ thì đến những cái cơ sở nó tốt thì anh em người ta soi, ví dụ như đái đường, cao huyết áp, trước khi soi người ta cho làm điện tim, người ta cũng kiểm tra cái đường máu, xong người ta đo lại huyết áp, người ta điều chỉnh tất cả mọi thông số, sau đó người ta soi. Và thông thường những trường hợp này là người ta nội soi tiền mê. Bác đừng ngại, tôi khuyên là bác nên sớm thu xếp cái việc này ngay sau khi Covid đã ổn, là bác phải đi làm ngay chứ không có nấn đá. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Long ạ. Sau đây thì tôi xin phép được tổng hợp vài câu hỏi của một số bệnh nhân. Tôi thấy là có nhiều bệnh nhân hỏi cùng một vấn đề, đấy là về chuyện là bệnh nhân có Barrett thực quản, có dị sản niêm mạc dạ dày trên thực quản và bệnh nhân đã được tiến hành đốt bằng Acoum Plasma ở tại phòng khám đa khoa Hoàng Long. Sau đấy thì một số bệnh nhân thì gặp vấn đề sau điều trị là bây giờ đang đợt dịch ở nhà không kiểm tra lại được. Anh Xuân Dũng có hỏi là cháu đã quét Acoum Plasma đoạn ngắn, vẫn đang uống thuốc theo đơn của bác được 12 ngày nhưng mà vẫn thấy có dịch đờm tiết ra, thì hiện cháu uống thuốc và đang bị táo, uống thêm Dufalac không thấy cải thiện, nhờ giáo sư tư vấn thêm. Riêng với anh Dũng thì tôi thấy là anh mới uống thuốc có 12 ngày, vì vậy nên tôi nghĩ là anh vẫn nên tiếp tục uống thuốc, nhưng chút nữa giáo sư Long sẽ tư vấn thêm cho anh ạ. Một số bệnh nhân khác thì hỏi thêm là thưa bác, là cháu có đám dị sản niêm mạc dạ dày trên thực quản, triệu chứng trào ngược của cháu rất là nhiều, thấy chua miệng, ngứa họng vào buổi sáng khi tỉnh dậy. Vậy thì lần trước thì cháu không được tư vấn để giải quyết đám dị sản do đám dị sản này quá nhỏ. Vậy thì trong tương lai liệu rằng là nó có to lên không, và với như cháu 25 tuổi thì có gì nguy hiểm không? Một số bệnh nhân khác thì hỏi về vấn đề là sau khi mà quét argon plasma xong thì bệnh nhân không có điều kiện để tái khám do là dịch bệnh nó rất là căng thẳng. Vì vậy nên là bệnh nhân có hỏi là bây giờ vẫn còn một số bệnh lý thì đã đỡ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì có một số triệu chứng nó tái phát, có thể là do căng thẳng đợt dịch này.
Bệnh nhân muốn hỏi là liệu rằng bệnh nhân có tiếp tục uống đơn đã được kê lần trước hay không? Tức là chúng ta phải phân biệt trước trước đây khi mà chúng tôi quét, chúng tôi đã nói rồi có một số cái tổn thương nó không được để nó không lợi lắm thì chúng tôi có sử dụng một số cái phương pháp để làm cho nó mất đi. Và trong các phương pháp này có thể có áp bơm plasma, có thể là sóng cao tần hoặc là có thể là cắt hớt, nhưng thông thường những cái tổn thương không lớn lắm thì chúng tôi sử dụng cái áp bơm plasma đốt thì sau đấy nó sẽ hết. Nhưng chúng ta cần phân biệt hai thứ, thí dụ như Barrett chẳng hạn, nguyên nhân của nó, một trong những nguyên nhân chính đấy là do trào ngược nó thành. Trên quét nó không giải quyết được cái triệu chứng của bệnh mà nó chỉ giúp là cái ngăn ngừa cái biến chứng trong tương lai xa thôi, chứ nó không phải là cái gọi là cái hạn chế. Và cái triệu chứng thì các bạn yêu cầu các bạn vẫn phải điều trị. Và bây giờ của cháu, điểm thứ hai là cháu có cái đám gì, không phải ai cái dị sản tụ quét, nhưng cái đám ấy, nhìn nó lành tính nó bé thì chả tội gì mình quét, nó mất công, nó mất tiền, nó khổ. Thế thành ra là chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong trường hợp của cháu không nên quét, chứ không phải là cái gì chúng ta gặp chúng ta cũng làm ngay. Một cái điểm nữa là về điều trị thì hiện nay thì cháu, chúng tôi cũng chưa biết là cái thuốc cho trước đây như thế nào, nhưng mà cháu có cái triệu chứng của trào ngược. Vậy thì cháu có thể cái thuốc PPI được kê đấy, thì bây giờ nó đang ở xa, cháu có thể uống một viên. Khi mà nó nặng, cháu có thể sử dụng hai viên một ngày tạm trong cái thời gian mấy tuần, sau đấy sẽ đi kiểm tra sau tại các cơ sở y tế. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. Nhân đây thì bác sĩ Hải là tôi cũng xin có một vài lời nhắc lại với quý khán giả. Trong chương trình lần trước chúng tôi cũng đã nói rồi ạ, bởi vì mùa dịch điều kiện rất là khó khăn đối với một số vị khán giả mà đang phải nằm trong vùng cách ly, không có điều kiện đi thăm khám y tế được. Vì vậy nên là thứ nhất là chúng tôi khuyên rằng các bạn không nên áp dụng nguyên si cái đơn thuốc cũ đã được kê vào đợt mới, mà có thể là chỉ dùng PPI thôi để điều trị đợt trào ngược này. Thứ hai là nếu như mà thật sự là thấy rằng bệnh tình trạng của mình nó đang tái phát ngay trong cái mùa dịch này, thì xin quý vị có thể inbox trực tiếp đến phòng khám đa khoa Hoàng Long, đến fanpage, hoặc là trên các cái kênh liên lạc chính thống như là Zalo hoặc là hotline của phòng khám 1900 8904. Tôi xin nhắc lại là 1900 8904, và cũng như là nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook, thì các bạn tư vấn viên của chúng tôi sẽ tổng hợp các câu hỏi cũng như là sẽ đưa ra những cái phương án trả lời và điều trị tư vấn phù hợp dựa trên những tham khảo chuyên môn của các bác sĩ tại phòng khám. Xin nhắc lại là quý vị khán giả rất không nên là việc áp dụng nguyên si cái đơn thuốc cũ của mình vào cái việc điều trị. Chẳng hạn như là đợt vừa rồi các bạn có nhiễm HP, nhưng các bạn áp dụng lại nguyên cái đơn diệt HP đấy lại uống thêm một đợt nữa khi mà đang không đi khám được thì là một điều không nên. Vì vậy nên là nếu như mà triệu chứng tái phát lại thì như giáo sư Long vừa nói, có thể dùng PPI tiếp hoặc là inbox trực tiếp cho phòng khám để chúng tôi có những biện pháp tư vấn phù hợp đối với quý vị khán giả mà gặp điều kiện khó khăn trong đợt dịch này không thể đi thăm khám được. Tiếp sau đây thì chúng tôi xin phép được tiến một câu hỏi của một bạn ở Thanh Hóa. Thưa giáo sư là em được chẩn đoán là trào ngược dạ dày thực quản từ cách đây rất là lâu. Tuy vậy thì em có điều trị một đợt đã đỡ. Gần đây thì em bị viêm họng, viêm thanh quản mãn tính, và tình trạng này đã kéo dài hơn một năm. Vậy thì giáo sư cho hỏi là liệu rằng em có phải uống thuốc và dùng lại đợt thuốc lần trước người ta đã điều trị trào ngược cho em được không? Một câu hỏi khác cũng liên quan đến cái việc mà triệu chứng ở bên ngoài thực quản, tôi xin phép được tổng hợp lại để trả lời chung trong đợt này. Đấy là có một câu hỏi là thưa bác, là cháu bị trào ngược và dẫn đến viêm họng cháu đã 4 năm nay rồi, cứ khi nào mà nói nhiều một chút thì cháu sẽ bị hụt hơi, khó thở, có hạch ở cổ, thỉnh thoảng cháu sờ thấy. Và gần đây thì miệng cháu bị lở rát rất là khó chịu. Bác sĩ có thể cho cháu lời khuyên được không ạ? Xin mời giáo sư Long ạ. Hai cái trường hợp mà vừa hỏi tôi thì nhiều khả năng, cái khả năng bị trào ngược là rất là cao. Và nếu mà bạn theo dõi cái bài nói của tôi thì bạn đã thấy là tôi nói là trào ngược là một bệnh không thể khỏi. Và đặc điểm người ta nói một câu là tái phát, tức là cái bệnh trở đi trở lại là thuộc tính của căn bệnh này.
Cho nên nếu mà các bạn là đòi hỏi rằng là uống một cái đợt thuốc mà nó hết hẳn thì chắc là trên thế giới này không có một cái ông bác sĩ nào có thể cam kết với các bạn về điều này. Thì đấy là cái điểm một. Điểm hai thì cái việc mà hiệu chỉnh cái liều là vô cùng quan trọng. Vì chúng ta thông thường ấy là chúng ta hay uống xong này là chúng ta thấy là triệu chứng nó đỡ chúng ta lại bỏ. Nhưng mà các bạn biết rằng là khi mà cái axit ban nãy những cái hình ảnh mà tôi chỉ cho các bạn thấy khi tiếp xúc với cái men răng chỉ 15 phút thôi nó gây ra như thế nào, khi nó tiếp xúc 1 tiếng nó gây ra như thế nào, và nếu mà khi mà nó tiếp xúc là suốt đời thì rất gay. Thậm chí có những cái bác mà ban đêm nằm có kể với tôi là cảm thấy dịch rất rõ là ọc đi lên hẳn trên họng và nằm cũng được, phải nửa nằm nửa ngồi. Hai bạn đều có triệu chứng trào ngược ngoài thực quản khá là nặng. Nhưng bây giờ cái điều thuốc chính xác mà chúng tôi cho thì rất là khó. Cho nên chúng tôi vẫn vẫn nói với các bạn rằng là có hai cái giải pháp. Giải pháp một là các bạn uống thử, dùng thử. Giải pháp hai là nếu mà không được thì trong cái điều kiện dịch này chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế, các cái bác sĩ ở tại địa phương để anh chị em người ta cho mình cái đơn thuốc nó phù hợp hơn. Bởi vì ngoài tôi lấy thí dụ như thế, ngoài cái PPI ra nếu mà ấy thì người ta có thể cho những cái thuốc trung hòa axit mà nó lại ngăn cái luồng dịch nó đi lên trên thực quản, thì thí dụ như gaviscon chẳng hạn, đây là một trong cái loại Anginat đấy, thì là một trong loại thuốc mà chúng tôi rất là hay dùng. Nhưng mà dùng như thế nào hoặc là nó đẩy nhiều quá thì phải cho các cái thuốc chúng tôi gọi là Procentic, cái này thì cũng không nói kỹ được, nhưng mà để nó đẩy cái dịch trở lại với dạ dày hoặc nó làm đóng cái van lại một cách chặt hơn, thì những cái thuốc đấy là cần phải có cái gọi là cái tư vấn, cái chỉ định của người thầy thuốc. Chứ các bạn cũng đừng ngại nếu mà không lên được thì ở xung quanh của chúng ta, ở nơi đâu cũng có cái hệ thống y tế, chúng ta chịu khó chúng ta đến đấy chúng ta khám một chút. Vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Bạn Phạm Ngọc Diệp có comment trong livestream hỏi là: cháu chào giáo sư, cháu bị trào ngược thực quản, đã đi khám và 2 tháng uống thuốc. Hiện đang uống thuốc ở tháng thứ 3, nhưng cháu vẫn còn đầy hơi nhiều. Cháu xin bác lời khuyên là ngoài uống thuốc thì có biện pháp nào để giảm đầy bụng ợ hơi, bởi cháu đã thay đổi thói quen ăn uống và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Nếu cháu không đáp ứng thuốc thì có thể phẫu thuật được không ạ? Xin bác lời khuyên. Cuộc sống thì đấy đôi khi nó cũng có những cái phức tạp, rất có thể là cái đầy bụng của cháu cũng có thể là do bệnh mà cũng có thể là do bác gây ra. Bởi vì cháu biết rằng là khi mà bác cho cháu uống thì 3 tháng thuốc như vậy thì cái thuốc này là thuốc ức chế bài tiết axit, mà nếu nó ức chế quá thì đôi khi nó lại gây ra đầy bụng. Vậy thì cái cách mà cháu thử xem, nếu mà bây giờ cháu thấy ổn ổn rồi, không ợ chua nữa, không quấy nữa, thì cháu hãy nghe lời bác thử là bây giờ thay vì mỗi ngày mình uống một cái viên thuốc mà bác có cho đấy thì con có thể là uống cách ngày uống một viên đấy, thì thử xem thế nào. Ngoài ra là chế độ ăn uống là như bác đã nói, trong trường hợp của cháu là phải chú ý là ăn ít nhai kỹ, rồi là ăn xong thì đừng nằm ngay, và ăn những cái chất mà nó không có sinh hơi nhiều. Những cái chất nào nó sinh hơi nhiều, mỡ là sinh hơi nhiều, tinh bột nhiều là sinh hơi nhiều đấy, thì cố gắng làm sao đấy là mình ăn uống nó điều chỉnh lại một chút để cho nó thuận. Thì bác nghĩ là cháu hãy tự ấy, vì mình đỡ thuốc đi, cái ngày uống viên thì có khi là nó còn đỡ tiền rất nhiều nữa. Đấy là một trong cái hiệu ứng rất cần thiết trong cái mùa dịch này. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. Bạn là Nguyễn Thị Tuyền có hỏi: thưa giáo sư, là thời gian dùng một đợt thuốc PPI trong một đợt điều trị là bao lâu ạ? Người nhà em đã uống thuốc khá lâu nhưng không đỡ, thì liệu rằng cứ tiếp tục Và thuốc như hay dừng lại tôi một đã hơi nói để khám lại? ngay ở trong cái phần trình bày của tôi rồi, uống lâu hay nhanh là do cái bệnh của mình nó như thế nào. Nếu mà nhẹ 2 tuần, cái người quan trọng nữa là 4 tuần, 6 tuần và có thể là 8, 12 tuần, hoặc có một số trường hợp là phải sử dụng suốt đời. Thì đấy là điểm một, đấy là về mặt thời gian. Hai là về liều lượng. Liều lượng có thể là uống liều tiêu chuẩn, uống liều một nửa của tiêu chuẩn, uống đôi liều,
thậm chí một số trường hợp uống gấp 3 liều và cũng chưa được thì một số trường hợp là phối hợp thuốc đấy, phối hợp 2 thuốc 3 thuốc thậm chí nhiều hơn đối với đạt được cái hiệu quả. Thành ra cháu mà hỏi thế thì tôi cũng rất là khó có thể trả lời cho cháu là như thế nào là phù hợp. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã nói với nhau, tôi vẫn nói lại từ đầu, bây giờ chúng ta đã nói với nhau là chúng ta đang cái điều kiện của chúng ta không tốt. Vậy thì cái giải pháp của tôi là nào? Giải pháp là nếu mà căng quá thì xin bạn hãy làm mấy cái thứ sau đây. Một là bạn hãy kê cái chân giường của bạn lên 25 phân, tức là người nằm dốc. Đấy, cái đấy là cái điểm quan trọng. Riêng cái động tác này đỡ đi rất nhiều thuốc nếu đúng là bạn trào ngược. Thứ hai là mỗi một sáng bạn uống một cái viên PPI liều tiêu chuẩn trước ăn 30 phút. Thế thôi. Rồi sau đấy là mình khi mà dịch nó đỡ đi rồi mình sẽ tính sao. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. À, tôi cũng xin đính chính lại một chút để các bác đỡ hiểu lầm là giáo sư Long vừa nói là kê cao đầu giường chứ không phải là kê đầu của mình cao lên bằng gối đâu ạ, là kê cao đầu kê giường cao lên. Chân giường ấy, cái chân vâng, giường, hai cái chân vâng, đúng giường rồi. Ở phía đầu. Chúng ta sẽ độn cái chân giường lên. Vâng. À, bởi vì tôi thấy là có một số bác bệnh nhân thì về là thực hiện theo nhưng mà các bác chắc là có một chút hiểu lầm nên lại dùng gối cao, như vậy thì nó rất là mỏi cổ cũng như là hại cái đốt sống cổ. Hỏi giáo sư Long tiếp một câu hỏi ạ. Thưa giáo sư, là có một vài câu hỏi cũng liên quan đến chuyện là Barrett thực quản. Có một bệnh nhân thì hỏi là thưa giáo sư là em muốn hỏi là Phạm Phạm Tuấn Phong ạ, người bị Barrett thực quản thì định kỳ soi kiểm tra như thế nào? Một bạn khác thì có hỏi là thưa giáo sư, em đã tìm hiểu về Barrett nhưng mà giáo sư có hỏi cho em biết là Barrett thực quản đoạn ngắn và đoạn dài thì nó khác nhau thế nào? Bạn Cương Trần hỏi giáo sư là Barrett thực quản thì em đã quét tại phòng khám, sau 3 tháng giáo sư kiểm tra lại bình thường. Một năm em kiểm tra lại thì thấy là có Barrett trở lại thì em có quét tiếp được không? Một bạn thì hỏi rằng là vợ em đã được quét thực quản Barrett ở chỗ phòng khám mình. Sau một thời gian một vài tháng thì quay lại viện tỉnh tái khám do điều kiện là không đi đến lượt thì thấy rằng là có hình ảnh Barrett. Thì liệu rằng là em có đốt tiếp một lần nữa được không? Dạ không cần đốt ạ. Thứ nhất là này, Barrett có hai loại, một cái loại gọi là Barrett đoạn ngắn và một loại Barrett đoạn dài. Trước đây thì người ta quy định là nó cứ vượt quá 3 cm thì gọi là Barrett đoạn dài. Nhưng bây giờ thì người ta có quy định là vượt quá 2,5 cm là Barrett đoạn dài. Còn Barrett đoạn ngắn thì là dưới 2,5 cm. Đấy. Thì đấy là điểm một. Nhìn chung ấy thì Barrett, thế mà bị Barrett thì có cái nguy cơ là xuất hiện cái ung thư thực quản. Nhưng nói như vậy thôi chứ còn đối với cái Barrett đoạn ngắn thì tương đối an toàn và thường là cũng không đáng để chúng ta bận tâm lắm. Trừ khi chúng tôi thấy cái hình ảnh gì đấy, tức là thường mà quét cái Barrett đoạn ngắn ấy mà tôi bảo mà quét ấy thì thường là 10 người chúng tôi mới nói có một người quét thôi, khi mà chúng tôi nhìn thấy trên kính nội soi, cái hệ thống nội soi phóng đại của chúng tôi nhìn thấy cái niêm mạc nó không được tốt lắm thì lúc bây giờ chúng tôi mới khuyên quét, còn phần lớn là chúng tôi không khuyên quét. Đấy là điểm một. Quét xong rồi mà lại vẫn chưa hết thì có cần quét nữa không? Không sao, không cần quét nữa đâu, bởi vì là thường cái lớp niêm mạc ấy nó cũng đã được giải quyết cái bất thường rồi, và khi xuất hiện lại thì nó không như trước nữa. Thí dụ như thế là người ta nói là nó 2,5, dưới 2,5 thì từ đấy có 2 phân rưỡi, 1 phân 0,5, thì khi mà em đi soi người ta thấy nó có một tí mô lên 0,5 thì người ta vẫn mô tả là Barrett đoạn ngắn 0,5, nhưng mà cái đấy nó không có đáng kể gì nên các em không phải lo đâu nha. Bao nhiêu lâu kiểm tra lại? Ôi, đối với Barrett đoạn ngắn thì khoảng độ 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là nên là 1 năm hơn là 6 tháng, chứ không cần đi suốt đi đâu nha. Đối với Barrett đoạn dài thì chúng tôi nghĩ là nên giải quyết. Các bác, anh, các chị nào nếu mà được chẩn đoán là Barrett đoạn dài thì nên giải quyết. Những cái cơ sở mà thí dụ như bệnh viện Bạch Mai, thí dụ như bệnh viện Đại học Y Hà Nội hoặc là những cái cơ sở của chúng tôi thì
Như cơ sở của chúng tôi thì đối với cái bán rét đoạn dài này, chúng tôi có nhiều cách để giải quyết. Vâng, xin cảm ơn giáo sư về câu trả lời cho những câu hỏi về barrette thực quản ạ. Như vậy thì tôi cũng xin được nói vắn tắt lại là các bạn nếu nội soi mà thấy có barrette thực quản thì cũng không nên quá là lo lắng, bởi vì bác sĩ thăm khám sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn về các vấn đề liên quan, và nếu như nó có nguy cơ ung thư hóa, nếu như nó có nguy cơ gây nguy hiểm cho các bạn thì chúng tôi sẽ khuyên các bạn là sẽ xử lý tại thời điểm mà các bạn thăm khám. Thế còn với những cái tổn thương mà nhỏ cũng như là đang lành tính hoàn toàn thì nếu như bác sĩ nói rằng không cần can thiệp thì các bạn cũng không cần quá lo lắng. Có một câu hỏi của bạn Toàn, cháu bị gan nhiễm mỡ độ 2, ăn xong thấy đầy hơi khó chịu. Cách đây 1 năm thì cháu bị hành tá tràng, tôi không rõ là bạn Toàn là viêm hành tá tràng hay là loét, là bạn phải nằm bệnh viện Đại học Y và đã được chẩn đoán. Cháu hỏi là không biết là cháu thấy đầy hơi khó chịu này là do gan hay là do trào ngược. Khó, cái này cháu phải đến để chúng tôi để cơ sở y tế người ta kiểm tra bản thân cái gan nhiễm mỡ, nếu mà nó bị nặng thì nó cũng có thể làm cho chúng ta ăn uống chúng ta cảm thấy cảm giác đau tức ở vùng hạ sườn phải, vùng thượng vị, và kèm theo cái cảm thức là đầy, ăn uống chậm tiêu. Thế còn bị viêm dạ dày, viêm hành tá tràng mãn tính, nó cũng có những triệu chứng như thế này, thì bắt buộc trong những cái điều kiện như vậy cháu nên đến một cơ sở y tế được chẩn đoán cách tốt hơn để biết là hiện nay cái triệu chứng này của mình là do là gan hay là do cái đường tiêu hóa trên. Tiện thì tôi phải nói lại một chút về cái Barrett, nói thêm một chút. Nếu mà các bạn mà lên mạng mà đọc về Barrett thì sợ lắm, vì họ toàn nói là cái tổn thương là Barrett là tiền ung thư. Thứ hai là cũng có một số các cái chuyên gia ấy, thì người ta khuyên là gần như phải uống PPI suốt đời, và để giảm cái tỷ lệ, một số còn khuyên là PPI kết hợp với các cái thuốc thí dụ như aspirin hoặc là các cái nonsteroid. Nhưng mà như các bác và các chị thấy đấy, là ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là lý thuyết thì họ nói như vậy, nhưng mà rất ít các cái trường hợp nó biến thành ung thư. Do đó chúng tôi thay vì là cho các bác anh các chị là điều trị thuốc suốt đời PPI, thì chúng tôi hẹn định kỳ để kiểm tra lại, mà cái định kỳ ấy thì khoảng 6 tháng đến 1 năm, chứ không phải là chúng ta kiểm tra suốt. Thì cái thí dụ như các bác mới bị, hoặc là khi các bác quay lại triệu chứng nó nặng thì chúng tôi yêu cầu soi thôi. Chứ còn nếu chỉ để kiểm tra một mình Barrett thì thường đối với Barrett đoạn ngắn thậm chí có thể hơn 1 năm, không có vấn đề gì. Vâng, cảm ơn giáo sư Long về chia sẻ vừa rồi ạ. Cũng phải chia nói thật với các vị khán giả đấy là ở Việt Nam thì cái việc mà nhìn thấy barrette đoạn dài là ít, và chính vì vậy nên là cũng không phải cơ sở y tế nào cũng có điều kiện để mà chẩn đoán đúng cũng như là điều trị cho bệnh nhân. Nếu như quý vị có các thắc mắc thêm về vấn đề này thì xin được liên lạc với phòng khám qua các kênh liên lạc cũng như là số điện thoại hotline 19800 8094. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang chủ đề khác ạ. Bạn Biện Công có hỏi giáo sư là: chào bác sĩ, em là nam 22 tuổi, em bị trào ngược thực quản đã 2 năm nay. Một tuần nay thì tự nhiên em thấy rằng mình đi ngoài ít, khoảng 3 ngày một lần, phân vẫn thành khuôn, nhưng tối ngủ thì lại đau âm ỉ, vùng bụng ở bên phải rốn, đau một lúc thì hết. Mong bác sĩ tư vấn thêm rằng là em có phải kiểm tra thăm khám gì không? Và thứ hai là ngoài ra thì biểu hiện của em trào ngược là em chỉ có đờm sau khi ngủ, khản tiếng, ho mạn tính mãi không khỏi. Nếu mà trước đây cháu đã từng bị trào ngược rồi thì nên có cái uống thuốc về trào ngược, thì đấy là điểm một. Thứ hai là vài ngày gần đây là đau bụng mà đi ngoài ít, thì cái lời khuyên của tôi là nên ăn uống lại cho nó cẩn thận. Ví dụ như thế là mình ăn để cho cái muốn cho cái phân đi ngoài được ấy, thì khi chúng ta ăn là nó cũng phải có đủ cái lượng chất xơ nhất định. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn tinh quá, ví dụ ở nhà trong cái dịp Covid này mà toàn ăn thịt thì là cơm không, với lại ấy mà lại không có rau dưa nhiều thì nó cũng là một vấn đề. Tôi khuyên là có thể nếu gay quá thì em có thể ăn bổ sung mỗi ngày một quả táo, cái quả táo to ấy, táo mà chúng ta gọi là táo Envy, nhưng mà không Envy được, khác được, nhưng mà mỗi ngày một quả thì nó sẽ hồi phục lại. Cái việc đau bụng và vùng rốn thì theo dõi một chút, nếu mà tiếp tục thì chắc là nên đi khám một chút, nhưng mà tôi nghĩ là không có vấn đề gì lớn đâu. Vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Quay trở lại với các câu hỏi của khán giả.
Bạn Lam Thanh ạ, tôi xin phép được ưu tiên bạn này lên trước vì là bạn này là khỏi, cháu bị viêm thực quản mãn tính đã lâu, đã điều trị giáo sư, nhưng cháu sinh hai em bé nên 8 năm nay chưa đi khám lại. Hiện nay cháu đã bị ho 3 tháng, lúc đầu ho không dứt, cháu uống bổ phế Nam Hà, thuốc ho pH, đến giờ thì chỉ ho khi ngồi điều hòa lạnh, uống nước ấm là đỡ. Cháu ho có đờm sâu, đờm tanh ít. Giáo sư Long cho cháu hỏi là ho do viêm họng với ho do trào ngược thì nó khác nhau thế nào ạ? Cái này của bạn rất là điển hình cho cái chủ đề giáo sư đang nói đấy ạ. Ở đây thì nó có thể có hai cái. Một là cháu bị một cái viêm phế quản mạn, mà viêm phế quản mạn thì nó có nhiều nguyên nhân. Đương nhiên là trong những cái trường hợp này cháu đã có một cái thời gian khá lâu để ở nhà sinh cháu bé rồi, thì chú đề nghị là kiểm tra lại cái phổi. Cái thứ hai là cháu có tiền sử trào ngược, trên cái khả năng mà cái ho mà do trào ngược là cũng rất là lớn, thì những cái thuốc mà chữa trào ngược cháu có thể ứng dụng thử, nếu mà với cái liều 2 viên một ngày so với cái liều tiêu chuẩn mà cháu cảm thấy rằng là sau 2 tuần nó đỡ thì đấy chính là trào ngược đấy cháu nhé. Chú hy vọng rằng là bình thường thì chú cũng hẹn những cái người nhất là đang cho con bú. Tuy nhiên là nếu mà cháu đang cho con bú thì cháu phải lưu ý cho chú một chi tiết là những thuốc mà chú tư vấn là chưa uống được ngay. Đấy, bởi vì là đang cho con bú thì cũng rất là gay. May là cháu nói là gần đây nó rất là ít, chỉ khi mình ngồi lạnh nó mới bị thôi, thì cố gắng làm sao tránh những cái thay đổi về gọi là vi khí hậu nó nhanh quá. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. Tôi cũng xin được chia sẻ một chút là đối với các mẹ bầu đang mang thai và các mẹ đang cho con bú thì cái việc điều trị nó sẽ rất là khác so với các bệnh nhân bình thường. Vì vậy nên là mong quý vị và các bạn nếu nằm trong những nhóm bệnh nhân trên thì không tự ý dùng thuốc tại nhà mà không có được sự chỉ dẫn của bác sĩ, bởi vì đôi khi là sẽ gây nguy hiểm cũng như là gây những cái hiệu ứng không mong muốn của việc dùng thuốc đối với bà mẹ và con mình ạ. Có một câu hỏi của bạn khán giả hỏi giáo sư Long là ê, xin phép được hỏi giáo sư ạ. Thưa giáo sư là cháu đã đi nội soi dạ dày ở chỗ chú thì tại phòng khám đa khoa Hoàng Long trả cháu kết quả là có viêm chợt, dị sản, polyp đại tràng, trào ngược. Như vậy thì có nguy hiểm không? Cháu nên khám mấy lần một năm? Và một số câu hỏi khác cũng liên quan đến việc điều trị là bệnh nhân hỏi tương tự với cái bạn và cô nhóm trẻ hoa hồng này, bạn hỏi là với những cái kết quả soi mà cháu bị viêm dạ dày và trào ngược thì liệu rằng là có quá nguy hiểm không và cháu cần phải tái khám định kỳ lại trong khoảng bao nhiêu lâu? Bác nói rằng là không nguy hiểm, những cái triệu chứng ấy là triệu chứng thông thường của đường tiêu hóa. Cái trào ngược thì như tôi đã nói rồi, đây là một cái bệnh không khỏi, nên thỉnh thoảng cái triệu chứng nó tái lấy lại. Viêm dạ dày chợt thì cũng là một cái tương đối phổ biến chứ không phải là hiếm hoi gì. Và nhìn chung nếu nói mà lý thuyết, ví dụ như hỏi là đi ra đường thì có bao giờ bị tai nạn xe không, thì chắc chắn là có, nhưng mà cái xác suất nó thấp thôi, nên cháu không phải lo quá. Trong tất cả bản bệnh án của cháu thì chú thấy có một cái cần lưu ý, có lẽ là cháu tuổi chưa nhiều lắm nhưng mà chú cũng không rõ là cái polyp của cháu có lớn không, nhưng mà nếu mà có polyp ấy thì tuy cái polyp của nó nhỏ ấy, thì có thể là vài năm thì mình soi lại đại tràng một lần, nhưng nếu cái polyp nó lớn trong các chú sẽ có cái dạng thì có lẽ là một năm, hơn một năm thì cháu phải quay lại để soi lại cái đại tràng. Vâng, cảm ơn giáo sư Long ạ. Bạn Tuấn Thủy, cái này thì nó không liên quan lắm đến chủ đề trào ngược, nhưng vì bạn ấy đang ở trong cái điều kiện không có điều kiện đi khám, nên xin phép hỏi giáo sư là cháu bị viêm chợt nông rải rác hang vị dạ dày đã điều trị, dạo này lại tái lại cảm thấy khó chịu, mong giáo sư chỉ cho cháu là dùng thuốc nào tạm thời trong lúc dịch này. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin phép được trao đổi lại với bạn một chút, đấy là những câu hỏi mà liên quan đến việc mà dùng thuốc tạm thời trong quá trình đang cách ly ở một số địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 thì chúng tôi xin phép được nhận những câu hỏi này vào inbox và sẽ trao đổi trực tiếp với bệnh nhân để xin kết quả bệnh án cũ cũng như là trao đổi chuyên môn với các bác sĩ lâm sàng để các bác sĩ đưa ra biện pháp tư vấn phù hợp. Còn việc giải thích trên livestream này thì có thể sẽ gây rất là nhiều hiểu lầm cho bệnh nhân trong việc điều trị cũng như là đôi khi thì nó không trúng đích với bệnh nhân. Vì vậy nên những câu hỏi liên quan đến việc điều trị trong quá trình mà hiện nay điều trị tạm thời khi bệnh nhân ở nhà thì xin phép các bác bệnh nhân là để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho phòng khám
và chúng tôi sẽ trao đổi với các bác sĩ phụ trách cũng như là xin được xin một số kết quả xét nghiệm gần đây nhất của bệnh nhân để chúng tôi đưa ra biện pháp tư vấn phù hợp. Có một số câu hỏi khác dành cho giáo sư Long ạ. Xin giáo sư Long trả lời cho một số câu hỏi sau đây. Tôi xin phép một chút, bạn này bạn viết hơi dài. À đây. Tôi năm nay 70 tuổi, bị viêm và sa dạ dày 30 năm. Trào ngược dạ dày đã 5 năm, đã điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng vẫn tái lại nhiều lần. Xin nhắc lại là bệnh nhân 70 tuổi ạ. Xin hỏi bác sĩ là tuổi tôi thì có biện pháp nào để điều trị dứt điểm được không? Và phải làm như thế nào? Thưa bác, là bác đã bị 30 năm nay mà nó không dứt điểm thì điều đó có nghĩa là cái biện pháp mà để chữa dứt điểm hẳn là khó. Và tôi đã nói ngay trong cái buổi cái bài nói của tôi là đây là một cái bệnh không chữa được, nó hay tái đi tái lại. Thế thành ra là bác thông cảm. Sắp tới thì phòng khám cũng sẽ có một cái chủ đề riêng, đấy là trào ngược cho người lớn tuổi, cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ có thai và cho người quá cân. Thì chúng tôi hy vọng là trong mấy tuần nữa chúng tôi sẽ có cái buổi này để coi như đi sâu hơn với các bác, trong đó có bác trai mà đang hỏi tôi hôm nay. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Long ạ. Tôi nhận được khá là nhiều câu hỏi của các vị khán giả quan tâm đến cùng một vấn đề. Đấy là, thưa bác, là cháu bị trào ngược và đã điều trị. Sau một thời gian dài thì cháu thấy là cũng đỡ. Tuy vậy thì mỗi một lần mà cháu cảm thấy lo lắng, căng thẳng thì cái việc trào ngược của cháu lại tái phát rất là nhiều. Vậy bác có lời khuyên nào không? Và thứ hai là việc cháu bị stress thì nó có liên quan gì đến việc mà cháu bị trào ngược? Cái trào ngược mà có liên quan các cái yếu tố tâm lý thì trong cái bài bác đã nói rồi đấy, và ban nãy có một số bệnh nhân người ta hỏi thì đúng vậy, như bây giờ mà stress là biểu hiện của loét dạ dày, trào biểu hiện của trào ngược nó tăng rất là nhiều, điều đó có chứng tỏ là nó rất là liên quan cháu ạ. Đấy, cho nên là này, thật ra hôm nay cái buổi hôm nay chúng tôi chỉ nói về những vấn đề chính, cái trào ngược này nó còn phức tạp rất nhiều ạ. Thí dụ như là cái trào ngược này có một số bác không trào ngược axit cho, nên trào ngược là trào ngược dịch mật, từ lúc nào mình thấy đắng đắng miệng. Rồi lại có một cái thể trào ngược nữa là trào ngược vừa axit vừa dịch mật, thì tất cả những cái đấy là nó phức tạp đến rất là nhiều và đòi hỏi cái người bác sĩ phải có cái thăm dò sâu và cho đơn cho từng người một, chứ không có được một cái người bệnh để mà có được một cái đơn chung. Đấy là cái mà chúng tôi phải lưu ý với tất cả các bác, các anh, các chị là như vậy. Mà muốn được chính xác ấy, thì là cái yêu cầu của nó là phải có những cái thăm dò, mà những cái thăm dò cấp cao trong những trường hợp khó thì mới giải quyết được. Vâng, cảm ơn chia sẻ của giáo sư Long ạ. Bệnh nhân Nguyễn Phan Thị Hạnh xin hỏi giáo sư là cháu đi khám ở phòng khám mình, bác Long chẩn đoán cháu là bị trào ngược dạ dày thực quản do liệt thực quản và đã kê đơn uống thuốc được 2 tháng rồi, nhưng cháu cảm thấy không đáp ứng, nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Có một cái bệnh này gần như trước đây ấy là ở Việt Nam không biết được, chỉ đến khi chúng ta có cái máy đo, chúng tôi gọi là manometry, tức là đo co bóp áp lực thực quản, chúng ta mới phát hiện ra. Và hóa ra cái bệnh này chỉ trong một cái thời gian trong khoảng 2 năm, chúng tôi chỉ riêng ở đây chúng tôi đã phát hiện là có khoảng độ 400-500 người. Tức là cái thực quản chúng ta, các bác và các chị biết là khi chúng ta nuốt, hôm sau cái chị Đào Việt Hằng sẽ nói kỹ thêm, khi chúng ta nuốt thì nuốt 100 lần là cái thực quản chúng ta sẽ bóp được 100 lần. Vậy mà trong trường hợp của cháu nuốt 100 lần nó không bóp được một lần nào cả. Như vậy là đây là một cái loại là thực quản nó không bóp được, thức ăn đi vào bên trong thực quản của cháu là nó tự rơi xuống thôi, nó tự trôi xuống. Và như vậy là cái cảm giác nuốt khó, nó vướng, nó khó chịu là rất là ghê. Tôi không biết tuổi của cháu bao nhiêu, nhưng mà khi mà gọi tôi là bác thì chắc là cháu là còn tương đối trẻ. Thì một cái rất là may mắn là cái triệu chứng này là thông thường nó có nhiều, cũng có những trường hợp không thể khỏi được, nhưng mà đại đa số những trường hợp này sau một thời gian chúng tôi cho thuốc thì nó hồi phục.
nhưng thời gian hồi phục theo quan sát của chúng tôi nó đâu đó rơi vào khoảng độ từ 6 tháng mà đến vài năm. Vậy cho nên nếu cháu mới dùng thuốc có 2 tháng thì xin cháu là đừng hỏi bác ngay rằng là tại sao cháu không đỡ. Cháu có đi nhìn thấy những cái người mà bị liệt tay chân ấy, nếu mà gia đình chạy chữa rất tích cực thì cũng phải thời gian rất dài sau người ta mới hồi phục từng bước được. Cho nên đây là cái loại bệnh mà uống thuốc nó không có đỡ ngay. Khi chúng ta bị loét dạ dày tá tràng, ta uống thuốc cái thì thậm chí là bác có thể cho cháu cái loại thuốc mà cháu chỉ uống trong vòng 30 giây sau cháu đã cảm thấy dễ chịu rồi. Đấy, có lại nó nhanh đến như vậy. Nhưng mà cái này thì cháu cứ phải chờ là một thời gian rất dài nó mới hồi phục. Thì đấy là cái mà chú có thể nói với cháu. Và cái này nó yêu cầu cháu phải kiên trì, nếu không thì nó liệt cái thực quản là một điều rất là đáng tiếc. Vâng, bạn rất là trẻ và như lời tư vấn của giáo sư Long thì mong bạn là hãy kiên trì điều trị. Đi thế nào nhưng mà nó lâu. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của giáo sư Long ạ. Như bạn bệnh nhân này rất là trẻ, tôi cũng xin phép được chia sẻ thêm là ở tại phòng khám đa khoa Hoàng Long chúng tôi thì có một cái kỹ thuật, đấy là kỹ thuật thăm khám bằng cách là phương pháp đo áp lực cơ thắt thực quản, đo nhu động thực quản. Và phương pháp này thì chúng tôi sẽ đánh giá được là mức độ co bóp của thực quản của bệnh nhân cũng như là cái đáp ứng co bóp đấy như thế nào để xác định xem liệu rằng có phải là do liệt thực quản hay là yếu nhu động thực quản mà gây ra trào ngược hay không. Với những bệnh nhân mà được chẩn đoán giống như bạn khán giả vừa rồi thì chúng tôi thường là hẹn bệnh nhân sau 6 tháng mới đo lại để đánh giá lại, bởi vì cái bệnh lý này sẽ hồi phục tương đối là chậm, không được nhanh như các bạn bình thường rất hay kỳ vọng đâu ạ. Vì thông thường là liệt thực quản thì bệnh nhân hồi phục tương đối chậm và chúng tôi thường là sẽ đo lại sau 6 tháng. Thời lượng của chương trình thì cũng đã được trôi qua phần lớn rồi và hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi. Chúng tôi xin dành thời lượng cho khoảng 5 đến 8 câu hỏi nữa. Vậy thì mong quý vị và các bạn hãy chọn lọc câu hỏi và gửi đến chương trình livestream cũng như là inbox cho phòng khám để được tư vấn và kỹ lưỡng hơn. Có một bạn bệnh nhân xin được hỏi bác sĩ giáo sư Tường Văn Long như sau ạ. Thưa giáo sư, là em bình thường ăn vào thì hay có cảm giác là buồn nôn và đôi khi thì ăn vào thì khi mà em ăn nhanh một chút thì thấy bị nghẹn. Vậy thì đấy có phải là trào ngược hay không? Và xin bác sĩ tư vấn thêm phương pháp để xử lý dứt điểm. Có thể mà cũng có thể là không. Bởi vì cái nghẹn ấy là nó do rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như liệt thực quản giống như cái bạn vừa rồi hỏi cũng có thể, nhưng có khi không có cái u cục gì đấy cũng có thể, có khi tăng cái co bóp nó cũng có thể gây nghẹn. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là có một lúc nào đấy nếu em ở không xa quá thì xin mời em đến chỗ chúng tôi để có cái thăm dò sâu hơn để chúng ta biết rằng là có thể hay không, có phải đấy là trào ngược hay không là trào ngược. Vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Bệnh nhân có hỏi chúng tôi là một câu hỏi như sau ạ. Xin phép được hỏi giáo sư ạ. Thưa giáo sư, là em hay bị cảm giác đầy nghẹn lên ngực. Mỗi một đợt như vậy thì em thấy ù tai rất là nhiều và hay có cái tiếng kêu nhỏ nhỏ trong tai. Vậy thì thưa giáo sư, là em nên đi khám tai mũi họng hay là nên đi kiểm tra về tiêu hóa trước? Liệu rằng em có thể điều trị đồng thời được không? Hay là em phải điều trị, nếu như là trào ngược, em phải điều trị trào ngược trước? Anh Hải nhắc lại vắn tắt câu hỏi vừa rồi, đường truyền không tốt lắm. Nhắc lại vắn tắt. Hết giờ rồi. Hải nhắc lại vắn tắt cái câu hỏi ban nãy. Dạ, dạ. Thưa giáo sư, là em thường có cảm giác là đầy trào ngược lên hầu họng tại một số thời điểm. Và khi mà bị như vậy thì em cảm thấy là ù tai, đau tai và có tiếng kêu nhỏ nhỏ trong tai. Vậy thì em phải đi khám chuyên khoa tiêu hóa hay tai mũi họng? Em có điều trị đồng thời cả hai chuyên khoa được không? Hay phải điều trị trào ngược trước? Vì em thấy nó khá là giống như là giáo sư vừa nói. Vâng, tôi vừa mới nói với em đấy. Tức là cái này là một trong cái biểu hiện điển hình của cái trào ngược đấy. Em hãy đến tiêu hóa trước. Nếu mà không được thì hãy đi tra. Đây là cái có vẻ như là em đã bị trào ngược. Mà cái trào ngược đấy nó tác động đến cái tai. Thậm chí là nó ảnh hưởng cái màng nhĩ của em. Cái hệ thống tai nghe của em, cho nên là em phải đến, nên đến đi kiểm tra
tiêu hóa. Vâng, cảm ơn bạn khán giả vừa rồi. Mặc dù là còn tương đối là nhiều câu hỏi, như vậy thì một số câu hỏi liên quan đến việc điều trị thuốc thì chúng tôi xin phép được trả lời riêng để phù hợp với từng bệnh nhân. Thứ hai nữa là vì thời lượng chương trình là cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Trước tiên là chúng tôi xin phép được cho tôi là trước tiên là tôi xin phép được cảm ơn giáo sư Long là vị khách mời rất là chúng tôi rất là trân trọng sự xuất hiện của giáo sư Long, vị khách mời đã đến tham gia cùng chương trình livestream của chúng tôi hôm nay. Và trong những số tiếp theo thì sẽ xin hẹn giáo sư Long quay trở lại với tư cách là khách mời trong một vài chương trình sắp tới và giải đáp các câu hỏi của quý vị khán giả về những cái chủ đề khác mà rất là nhiều bệnh nhân quan tâm, đặc biệt là trong thời điểm giãn cách này khi mà bệnh nhân không thể nào đến thăm khám tại các cơ sở y tế được. Chương trình livestream của chúng tôi thì sắp đi đến hồi kết. Tuy vậy thì xin quý vị khán giả đừng vội rời đi, hãy ở lại với bác sĩ Hải là tôi, và tuần sau bác sĩ Hải tôi sẽ mời tiến sĩ Đào Việt Hằng quay trở lại để tư vấn về một chủ đề cũng rất là được nhiều quý vị khán giả quan tâm trong chương trình livestream lần này, đó là các phương pháp thăm dò chuyên sâu về bệnh lý trào ngược cũng như là bệnh lý tiêu hóa tại Việt Nam hiện nay. Và hy vọng trong chương trình livestream tiếp theo thì dựa trên những tư vấn của tiến sĩ Hằng, quý vị khán giả sẽ có những cái nhìn về các phương pháp thăm dò chức năng cũng như là những phương pháp để chẩn đoán bệnh lý của mình và chọn được phương pháp phù hợp với mình cũng như chọn được cơ sở y tế thuận tiện cho việc thăm khám cũng như là đánh giá và đúng chuyên môn để điều trị phù hợp với bệnh lý và điều trị khỏi bệnh lý của mình. Xin quý vị khán giả cùng quay trở lại gặp chúng tôi vào tuần sau vào khung giờ 15 giờ 30 đến 17 giờ như ngày hôm nay, thứ bảy hàng tuần. Xin nhắc lại là thứ bảy hàng tuần ạ. Chúng tôi sẽ tiến hành chương trình livestream hỗ trợ cho bệnh nhân vào mùa dịch vào mỗi thứ bảy trên kênh chính thức fanpage của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long, cũng như là quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long. Với tất cả những quý vị có câu hỏi cho các vấn đề mà thắc mắc cũng như là liên quan đến buổi livestream để giải đáp thì xin quý vị inbox vào hộp thư của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long, hoặc là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số hotline của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long 1900 8904 đang hiện lên trên màn hình đấy ạ. Và ở số hotline này thì quý vị có thể gọi trong giờ hành chính thì chúng tôi sẽ luôn có những tổng đài viên để lắng nghe những câu hỏi của quý vị cũng như là thu xếp những câu hỏi của quý vị để gửi đến các bác sĩ chuyên môn, và các bác sĩ sẽ đánh giá cũng như là trả lời trực tiếp nếu như những câu hỏi đấy cần thiết phải trả lời trực tiếp. Với những câu hỏi mà có thể phổ biến cho đại chúng và cũng như là đưa lên trên sóng livestream thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trên chương trình phát trực tiếp để các bạn có thể tham khảo. Hiện nay thì chúng tôi vẫn được rất là nhiều câu hỏi. Tuy vậy thì cũng xin được hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau, và xin gặp quý vị khán giả vào thứ bảy hàng tuần. Tôi xin nhắc lại là thứ bảy hàng tuần từ 15 giờ 30 đến 17 giờ. Còn bây giờ, kính chúc quý vị khán giả an toàn trong mùa dịch, có một sức khỏe tốt để chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Và với những quý vị khán giả không có điều kiện đi thăm khám, cũng mong rằng mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe và gửi đến những thắc mắc của mình nếu cần thiết về tư vấn và điều trị để chúng tôi có thể tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.